Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 34: Đàm đạo giữa Phêrô và Gioan. Trên sân thượng căn nhà của Simon hoàn toàn được ánh trăng soi. Phêrô và Gioan nói chuyện nhỏ tiếng. Tôi khi chỉ vào căn nhà của Lazaro, cửa đóng, yên lặng. Họ nói với nhau rất lâu trong khi đi đi lại lại trên sân thượng. Rồi chẳng biết vì lý do nào, cuộc tranh luận trở nên náo nhiệt hơn, và từ giọng êm nhẹ, tiếng họ lên tông cao hơn và rõ ràng hơn. Phêrô đấm một cú lên chiếc lan can và kêu lên. Nhưng cậu không hiểu là người ta phải hành động như vậy sao? Tôi nói với cậu nhân danh Thiên Chúa, hãy nghe tôi và đừng bước. Thật thích đáng để hành động như tôi nói. Đó không phải là hèn hay sợ, nhưng là để ngăn cản bị tận diệt, làm thiệt hại cho giáo hội của Đức Kitô. Bây giờ họ theo dõi mọi bước đi của chúng ta. Tôi cảm thấy như vậy. Và Nicodemo đã xác định với tôi là tôi nhìn đúng. Tại sao chúng ta không thể ở lại Bethany? Là vì lý do đó. Tại sao lại thiếu khôn ngoan khi ở lại trong căn nhà này? Cũng như nhà Nicodemo, hay nhà Nick, hay nhà Anastasia. Luôn luôn vì lý do đó. Để cho giáo hội khỏi chết vì cái chết của các thủ lãnh. Nhiều lần thầy đã bảo đảm với chúng ta là cả hỏa ngục cũng không thể tiêu diệt hay thắng được nó. Gioan trả lời. Đúng vậy, hỏa ngục không thể thắng, cũng như nó không thể thắng Đức Kitô. Nhưng loài người thì có, cũng như nó đã thắng trên người Thiên Chúa. Đấng đã toàn thắng Satan, nhưng đã không thể thắng loài người. Bởi vì người không muốn thắng, người phải cứu chuộc, vì vậy phải chết. Và về cái chết này, nếu người muốn thắng, biết bao lần người đã thoát những cạm bẫy đủ loại của họ. Người ta cũng gương bẫy cho giáo hội, nhưng nó sẽ không bị hoàn toàn tiêu diệt nếu chúng ta luôn luôn có đủ khôn ngoan để ngăn cản sự tiêu diệt các thủ lãnh hiện tại, trước khi nhiều linh mục thuộc mọi tầng lớp được thiết lập và đào tạo cho sứ mệnh của họ bởi chúng ta. Những người đầu tiên, đừng ảo tưởng Gioan, các Pharisêu, các luật sĩ, các thầy cả, các đại phất đình viên sẽ làm mọi cách họ có thể để giết các chủ tranh, để phân tán đoàn chiên. Đoàn chiên này hãy còn yếu đuối và sợ sệt, nhất là đoàn chiên Palestine. Chúng ta không được để họ thiếu chủ tranh, bao lâu chưa có nhiều con chiên. Đến lượt họ trở thành chủ tranh. Cậu đã thấy bao nhiêu người đã phải chết rồi. Hãy nghĩ đến bao nhiêu nơi trên thế giới đang chờ chúng ta. Mệnh lệnh đã rõ ràng. Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Và với tôi, trên bờ hồ, ba lần người đã truyền lệnh chăn các con chiên và con cừu của người. Người đã nói tiên tri là chỉ khi về già, tôi mới bị trói và bị dẫn đi để công bố Đức Kitô bằng máu và bằng sự sống của tôi, và ở rất xa đây. Nếu tôi hiểu đúng một trong những lần hội kiến với người trước khi Lazaro chết, thì tôi phải đi Roma
để thành lập giáo hội bất tử ở đó. Và chính người đã chẳng cho là tốt để rút về Ephraim, bởi vì người chưa hoàn tất việc giảng tin mừng của người sao? Chỉ khi đến giờ đã định, người mới trở về Giu-đê để bị bắt và bị đóng đanh. Chúng ta hãy bắt chước người, chắc chắn người ta không thể nói là Lazaro, Maria và Martha là những kẻ nhát sợ. Nhưng cậu thấy, mặc dầu vô cùng đau đớn, họ cũng đã đi khỏi đây để mang lời Thiên Chúa đi nơi khác, vì ở đây nó bị chết ngột bởi các người Do Thái. Tôi được người chọn làm giáo chủ, tôi đã quyết định, và cùng với tôi có các người khác, tông đồ và môn đệ, tất cả đều quyết định phân tán đi. Những người này đi Samari, những người khác ra biển lớn, người khác nữa là Phoenicia, và càng ngày càng đi xa tới Syri, tới các đảo, tới Hy Lạp, trong đế quốc Roma. Nếu tại những nơi này cỏ dại và nọc độc Do Thái làm tê liệt cánh đồng và các vườn nho của Chúa, chúng ta sẽ đi nơi khác, và chúng ta sẽ gieo những hạt khác trong những cánh đồng khác và các vườn nho khác, để không những có mùa gặt mà còn được dồi dào. Nếu trong những nơi này sự thù ghét của người Do Thái đánh thúc độc dòng nước, khiến cho tôi, kẻ trai các linh hồn, và các anh em tôi không thể trai các linh hồn cho Chúa, thì chúng ta sẽ đến các vùng nước khác. Phải khôn ngoan và đồng thời phải răn mẫn. Cậu hãy tin đi Doan. Anh có lý, nhưng tôi nài nỉ vậy là cho Maria. Tôi không thể, tôi không được bỏ mẹ. Cả hai sẽ quá đau khổ vì việc đó, và đối với tôi, như vậy là hành động sai. Doan trả lời: cậu hãy ở lại, và mẹ hãy ở lại. Lôi mẹ ra khỏi đây sẽ là ngu ngốc. Và Maria sẽ không bao giờ ưng thuận. Tôi sẽ đến với các anh khi mẹ không còn trên mặt đất. Cậu sẽ tới. Cậu còn trẻ, cậu còn nhiều giờ để sống. Nhưng Maria thì còn rất ít. Tại sao? Có lẽ mẹ bệnh, mẹ khổ, mẹ yếu. Ồ không, thời gian và đau khổ không có quyền trên mẹ. Mẹ luôn luôn trẻ trung, diện mạo cũng như thần trí, luôn luôn trong sáng. Tôi nói là sung sướng nữa. Vậy tại sao cậu nói? Bởi vì tôi hiểu rằng mùa nở hoa mới này về vẻ đẹp và niềm vui là dấu hiệu mẹ cảm thấy mẹ sắp được kết hợp với con mẹ, kết hợp trọn vẹn. Tôi muốn nói, bởi vì sự kết hợp thiêng liêng thì không bao giờ ngừng. Tôi không vén lên những bức màn màu nhiệm của Thiên Chúa, nhưng tôi chắc rằng mẹ thấy con mẹ hàng ngày trong y phục vinh quang của người. Và tôi tin rằng sự toàn phước của mẹ là điều đó. Tôi tin rằng trong khi chiêm ngưỡng Chúa, tâm hồn mẹ sáng lên và được biết tất cả tương lai như Thiên Chúa biết, kể cả tương lai của mẹ. Mẹ còn ở trên trái đất với thân xác mẹ, nhưng tôi có thể nói mà không sợ lầm rằng tâm hồn mẹ hầu như luôn luôn ở trên trời. Mẹ kết hợp với Thiên Chúa chặt chẽ tới nỗi tôi không tin là mình phạm thánh khi nói rằng mẹ có Thiên Chúa ở trong mẹ, giống như khi mẹ mang thai người trong lòng. Và còn hơn nữa, giống như ngôi lời đã kết hợp với mẹ để trở nên Giê-xu Ki-tô. Bây giờ mẹ kết hợp với Chúa Ki-tô tới nỗi mẹ là một Ki-tô thứ hai, vì mẹ đã có một nhân tính mới, nhân tính của chính Giê-xu. Nếu tôi nói một điều tà đạo, thì nguyện Thiên Chúa cho tôi biết sự sai lầm của tôi và tha cho tôi. Mẹ sống trong tình yêu, ngọn lửa tình yêu này thiêu đốt mẹ, nuôi sống mẹ, soi sáng cho mẹ. Đó cũng là ngọn lửa tình yêu sẽ cướp lấy người khỏi chúng ta vào thời điểm đã định. Không đau đớn gì cho mẹ, không có sự hư nát cho thân xác mẹ. Sự đau đớn chỉ là về phía chúng ta mà thôi, nhất là với tôi. Chúng ta sẽ không còn cô giáo, kẻ hướng dẫn và khích lệ chúng ta. Và tôi sẽ thực sự cô đơn. Và Joanne, giọng nói đã rung vì ông ráng không khóc, liền òa lên trong những tiếng nấc
tan nát xé lòng mà ông chưa bao giờ có, dù ở trên thánh giá và trong mộ. Phêrô mặc dầu bình tĩnh hơn cũng bắt đầu khóc, và trong nước mắt ông năn nỉ Gioan báo cho ông, nếu có thể, để ông hiện diện vào lúc Maria ra đi, hay ít nhất là trong đám táng của người. Tôi sẽ làm, nếu tôi có thể. Nhưng tôi rất nghi, có cái gì ở trong nội tâm của tôi nói cho tôi rằng, giống như đã xảy đến cho Elia, bị cướp đi bởi một luồng gió xoáy thiên quốc, trên một chiếc xe bằng lửa, với mẹ cũng vậy. Tôi sẽ chưa có giờ để nhận ra sự ra đi của mẹ, thì mẹ đã ở trên trời với linh hồn mẹ. Nhưng ít nhất thân xác mẹ sẽ ở lại, thân xác của thầy cũng đã ở lại, và người là Thiên Chúa. Với thầy thì cần thiết phải như vậy, nhưng với mẹ thì không. Thầy, người cần cải chính những vu khống của các người Do Thái bằng sự sống lại của người, bằng các lần hiện ra để thuyết phục thế giới đã trở nên ngập ngừng và cả đến phủ định vì cái chết trên thập giá của người. Nhưng mẹ không cần như vậy. Tuy nhiên, nếu tôi có thể, tôi sẽ báo cho anh. Chào Phêrô, giáo chủ và anh em trong Đức Kitô. Tôi đi về với mẹ, vì chắc chắn mẹ đang chờ tôi. Xin Thiên Chúa ở với anh. Và ở với cậu. Hãy xin Maria cầu nguyện cho tôi và tha cho tôi nữa, vì sự hèn hạ của tôi trong đêm của phiên xử. Đó là kỷ niệm mà tôi không thể xóa khỏi tim tôi, một điều không để cho tôi bình an. Và giọt nước mắt chảy trên má Phêrô, rồi ông nói để kết thúc. Xin mẹ hãy là mẹ cho tôi, một người mẹ yêu dấu của đứa con hoang đường và khốn nạn. Chả cần phải nói vậy với mẹ. Mẹ yêu anh còn hơn một bà mẹ theo máu mủ. Mẹ yêu anh với tư cách là mẹ Thiên Chúa, với tình bác ái của mẹ Thiên Chúa. Nếu mẹ đã sẵn sàng tha cho Judas, kẻ có tội vô giới hạn, thì sao mẹ lại không tha cho anh? Hãy bình an, người anh em. Tôi đi đây. Vậy tôi theo cậu, nếu cậu cho phép. Tôi muốn thấy mẹ một lần nữa. Đi. Tôi biết con đường để vào Gethsemane mà không ai thấy. Họ lên đường, bước mau và lặng lẽ về phía Jerusalem, nhưng đi đường đồi để tới vườn Olive ở phía xa thành phố nhất. Họ tới đó khi rạng đông đã bắt đầu. Họ vào Gethsemane và xuống dốc về phía căn nhà. Maria đang ở trên sân thượng, thấy họ tới, liền phát ra tiếng kêu vui mừng và xuống để đón họ. Phêrô thật tình phục dưới chân mẹ, sắp mặt xuống đất khi nói: Mẹ ơi, xin tha. Tha cái gì? Tình cờ con đã phạm tội sao? Đấng tiết lộ mọi chân lý cho mẹ chỉ nói với mẹ rằng con là kẻ kế vị xứng đáng của người trong đức tin. Như là một người, mẹ luôn luôn thấy con chính đáng, mặc dù đôi khi dễ bị kích động. Vậy mẹ phải tha cho con điều gì? Phêrô khóc lặng lẽ. Gioan giải thích: Phêrô không được bình an vì ông đã chối Giêsu trong sân đền thờ. Phêrô, đó là quá khứ, đã được xóa bỏ rồi. Có lẽ Giêsu đã khiển trách con sao? Ôi không. Có phải người ít yêu thương con hơn trước không? Không, thật vậy không. Trái lại, người đã không nói với con rằng người và mẹ cùng với người đã hiểu con và tha cho con sao? Thật vậy, con luôn luôn có cùng một thứ ngu si. Vậy hãy đi và hãy bình an. Mẹ nói với con là chúng ta sẽ gặp lại nhau tất cả. Con, các tông đồ khác và các phó tế và mẹ, tất cả ở trên trời, bên cạnh người, Thiên Chúa. Với tất cả những gì người đã cho mẹ, mẹ chúc lành cho con. Và giống như mẹ đã làm cho Gamaliel, Maria đặt bàn tay của người trên đầu Phêrô, rồi vẽ ở trên đó một hình thánh giá.
Phêrô cúi xuống để hôn chân mẹ, rồi ông đứng dậy, trong trẻo hơn trước, và luôn luôn có Gioan đi kèm. Ông trở lại hàng rào ở chỗ rất cao, băng qua và đi khỏi. Còn Gioan, sau khi đã đóng cửa lối vào, trở về với Maria. Viết bài ca dâng về mẹ với trí óc nhỏ bé, miệng lưỡi con bần nhơ, con chẳng xứng đáng ca ngợi tình mẹ bao la. Mẹ ơi, xin thương giúp cho con, cho con ca vang những lời ca dâng về mẹ. Đời con như thuyền trôi giữa sóng xô, con luôn bình an, có mẹ dẫn lối, con chẳng sợ gì gian nan. Mẹ ơi, xin mẹ ở lại với con. Và khi con vui sướng, tiếng cảm ơn vội vàng quên mau. Bây giờ hối lỗi, xin mẹ đừng rời xa con. Mẹ ơi, xin mẹ ngàn lần thứ tha. Bài ca dâng về mẹ với trí óc nhỏ bé, miệng lưỡi con bần nhơ, con chẳng xứng đáng ca ngợi tình mẹ bao la. Mẹ ơi, xin thương giúp cho con, cho con ca vang những lời ca dâng về mẹ. Đời con như thuyền trôi giữa sóng xô, con luôn bình an, có mẹ dẫn lối, con chẳng sợ gì gian nan. Mẹ ơi, xin mẹ ở lại với gian nan, tiếng thở than dâng về mẹ. Và khi
con vui sướng tiếng cảm ơn vội vàng quên mau. Bây giờ hối lỗi xin mẹ đừng rời xa con. Mẹ ơi xin mẹ ngàn lần thứ tha. Mẹ ơi xin mẹ. Ngàn lần thứ tha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trần Oanh, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 35. Sự đi qua hồng phúc của mẹ Maria. Maria ở trong căn phòng nhỏ của người được xây biệt lập giữa sân thượng, mặc toàn đồ vải gai trắng, một cái áo dài phủ lấy toàn thân, áo khoác thì cài lại ở cổ và rũ xuống sau vai, khăn von rất mịn phủ trên đầu. Mẹ đang thu xếp các y phục của người và của Giê-xu, những thứ mẹ luôn luôn bảo trì. Mẹ chọn những cái tốt nhất, không có nhiều mấy. Y phục của mẹ, mẹ lấy cái áo dài và áo khoác mẹ đã mặc ở trên can vê. Y phục của con mẹ, một áo vải gai người thường mặc vào mùa hè. Cái áo khoác đã tìm thấy ở Gethsemane, còn dính những máu người đã chảy ra như mồ hôi vào giờ kinh khủng đó. Sau khi đã gấp lại cẩn thận các y phục này và hôn lên áo khoác dính máu Giê-xu, mẹ đi tới cái rương. Đến nay đã bao năm trường rồi, và nơi tập trung và bảo trì những di tích của bữa tiệc ly và cuộc tử nạn. Mẹ để tất cả vào một ngăn, ngăn trên, còn những y phục mẹ để vào ngăn dưới. Mẹ đang chú ý đóng rương lại thì Gioan lên sân thượng, không gây tiếng động nào. Ông lại gần để coi Maria làm gì. Có lẽ vì thấy mẹ vắng mặt lâu trong nhà bếp, ông tưởng mẹ đi lên nhà trên để qua giờ tại nơi mẹ thường ở vào sáng sớm. Ông làm mẹ quay lại và ông hỏi: Mẹ làm gì đó? Mẹ xếp đặt tất cả những gì tốt để bảo trì, tất cả các kỷ niệm, tất cả những gì minh chứng tình yêu của người và sự đau đớn vô tận của người. Ôi mẹ, tại sao mẹ lại mở các vết thương của trái tim mẹ ra bằng cách nhìn lại những thứ bồn rầu này? Mẹ tái mét và tay mẹ run, vậy là mẹ khổ khi nhìn thấy chúng. Cho An nói khi lại gần mẹ, dường như ông sợ mẹ tái mét và run như vậy
là mẹ có thể té xuống đất. Ồ không, không phải vì những thứ này mà mẹ tái mét và run. Không phải tại các vết thương của mẹ lại mở ra. Thực sự thì nó không bao giờ khép lại hoàn toàn. Nhưng trong mẹ cũng có sự bình an và niềm vui mà nó chưa bao giờ hoàn toàn như lúc này. Chưa bao giờ như lúc này. Con không hiểu. Đối với con, nhìn lại những thứ đầy kỷ niệm ghê gớm này, nó khơi lại sự lo âu của những giờ đó. Mà con chỉ là một môn đệ, còn mẹ là mẹ. Con muốn nói, vì vậy chắc chắn mẹ khổ nhiều hơn. Một cách nhân loại thì con nói đúng, nhưng nó không phải vậy. Mẹ có thói quen chịu đựng đau khổ khi xa cách người. Điều đó luôn luôn là đau khổ, bởi vì sự hiện diện của người và sự kề cận với người là thiên đàng của mẹ dưới đất. Nhưng nó cũng được chịu đựng cách tự nguyện và đầy trong sáng, vì tất cả những gì người làm đều là ý muốn của cha người, là vâng lời ý muốn của Thiên Chúa. Vì vậy, mẹ chấp nhận chúng. Vì mẹ cũng luôn luôn vâng lời các chương trình của Thiên Chúa với mẹ. Khi Giê-xu từ biệt mẹ, mẹ khổ, chắc chắn rồi. Mẹ cảm thấy cô đơn. Sự đau đớn của mẹ khi người còn nhỏ đã bỏ mẹ cách kín đáo để thảo luận với các tiến sĩ của đền thờ. Chỉ một mình Thiên Chúa có thể đo lường sự mãnh liệt của nó. Nhưng ngoài câu hỏi chính đáng mà mẹ người đã hỏi người vì đã bỏ mẹ như vậy, mẹ không nói điều gì khác với người. Cũng vậy, mẹ đã không giữ người lại khi người từ giã mẹ để đi làm thầy. Mẹ đã mất ông xã của mẹ rồi. Mẹ có một mình trong một thành phố không yêu mẹ, chỉ trừ có vài người. Và mẹ đã không tỏ ra ngạc nhiên vì câu trả lời của người ở tiệc cưới Cana. Người làm theo ý Chúa Cha, mẹ để người tự do làm. Mẹ có thể có một lời khuyên hay một lời cầu nguyện. Lời khuyên về các môn đệ, lời cầu xin cho vài kẻ khổ sở, nhưng hơn nữa thì không. Mẹ khổ khi người rời mẹ để đi vào giữa thế giới hận thù với người, và tội lỗi tới nỗi sống ở đó cũng là đau khổ cho người. Nhưng vui chừng nào khi người trở lại với mẹ. Thực vậy, nỗi vui này sâu xa tới nỗi nó thưởng cho mẹ 70 lần 7 lần sự đau đớn do chia lìa. Sự chia lìa sau cái chết của người là một đau đớn tan nát. Nhưng lời nào mẹ có thể dùng để diễn tả nỗi vui mẹ cảm thấy khi người sống lại và hiện ra với mẹ? Sự chia lìa bởi người lên trời về với Chúa Cha là nỗi khổ mênh mang, và nó chỉ chấm dứt khi đời sống trên trái đất của mẹ được hoàn tất. Bây giờ, mẹ ở trong vui mừng, một niềm vui mênh mông cũng như nỗi đau mênh mông, vì mẹ cảm thấy mẹ đã hoàn tất cuộc đời mẹ. Mẹ đã làm những gì mẹ phải làm. Mẹ đã hoàn tất sứ mệnh của mẹ trên trái đất. Đời sống bên kia, đời sống trên trời sẽ không có tận cùng. Thiên Chúa đã để mẹ ở trên mặt đất cho tới khi, cũng như Giê-xu của mẹ, mẹ đã hoàn thành tất cả những gì mẹ phải hoàn thành. Mẹ có ở trong mẹ niềm vui kín đáo này, chỉ một giọt dầu thơm duy nhất trong sự tan nát sau cùng, đầy cay đắng mà Giê-xu đã có, khi người có thể nói, mọi sự đã hoàn tất. Niềm vui trong Giê-xu vào giờ này. Ừ, Doan, một niềm vui mà loài người không thể hiểu được, nhưng có thể hiểu đối với các linh hồn sống trong ánh sáng của Thiên Chúa. Nhờ ánh sáng này mà họ thấy những điều sâu nhiệm che giấu dưới tấm màn mà Đấng vĩnh cửu phủ lên những bí mật của Đức Vua. Mẹ, vì những lo âu rối loạn của những biến cố mà mẹ tham dự với người, với con mẹ
trong sự ruồng bỏ của Chúa Cha. Lúc đó mẹ đã không hiểu. Ánh sáng đã tắt với hết mọi người vào giờ đó. Cho tất cả những kẻ không tiếp nhận người, nhưng cũng cả cho mẹ nữa. Không phải vì một hình phạt chính đáng, nhưng vì trước khi là đấng đồng công cứu chuộc, mẹ cũng phải chịu sự lo âu do bị mất mọi khích lệ của Thiên Chúa, bị tối tăm, buồn rầu, bị Satan cám dỗ rằng không thể là thực. Tất cả những gì người đã nói, tất cả những gì người đã chịu trong tâm hồn người, từ thứ năm tới thứ sáu đó. Nhưng rồi mẹ hiểu. Khi ánh sáng sống lại vĩnh viễn hiện ra với mẹ, mẹ đã hiểu. Tất cả, kể cả nỗi vui kín đáo, tột đỉnh của Đức Kitô khi người có thể nói: "Ta đã làm trọn tất cả những gì Chúa Cha muốn cho ta hoàn thành. Ta đã làm đầy mức bác ái Thiên Chúa bằng cách yêu Chúa Cha đến hy sinh chính mình và yêu loài người đến chết cho họ. Ta đã làm trọn những gì ta phải làm. Ta chết với tâm hồn bằng lòng, mặc dầu thân xác vô tội của ta rách nát." Mẹ cũng vậy. Mẹ đã làm trọn tất cả những gì từ đời đời đã được viết là mẹ phải hoàn thành. Từ đời đấng cứu thế đến những trợ giúp mà bây giờ mẹ mang tới cho các con, các linh mục của người, để các con đào tạo cho mình cách hoàn bị. Bây giờ, giáo hội đã thành hình và mạnh mẽ, được Thánh Linh soi sáng. Máu các vị tử đạo đầu tiên đã làm cho nó nên vững chắc và tăng số. Sự trợ giúp của mẹ đã góp phần làm cho nó thành một tổ chức thánh, mà đức ái đối với Thiên Chúa và anh em nuôi dưỡng và làm cho nó mỗi ngày một tăng cường lực. Và là nơi sự oán ghét, thù hằn, ganh tị, gièm pha, những cỏ xấu của Satan không mọc lên. Thiên Chúa bằng lòng về những điều đó, và người muốn các con học lấy từ môi miệng mẹ, cũng như người muốn mẹ nói với các con: hãy tiếp tục lớn lên trong tình bác ái, để có thể lớn lên trong mọi sự, để có thể lớn lên trong sự trọn lành, lớn lên về số lượng các tín hữu, cũng như về sức mạnh của giáo lý. Bởi vì giáo lý của Giê-xu là giáo lý của tình yêu. Bởi vì đời sống của Giê-xu cũng như của mẹ luôn luôn được hướng dẫn và biến đổi bởi tình yêu. Chúng ta đã không xua đuổi một ai. Chúng ta đã tha thứ cho tất cả. Chỉ có một người chúng ta không thể cho sự tha thứ, vì nó là nô lệ của sự thù ghét. Nó không muốn tình yêu vô biên của chúng ta. Giê-xu, trong lần từ giã sau cùng trước khi chết, đã truyền cho các con phải yêu nhau. Và người cũng đã cho các con mức độ tình yêu các con phải có với nhau. Khi người nói với các con: hãy yêu nhau như thầy đã yêu các con. Chính bởi đó mà người ta biết các con là môn đệ thầy. Để sống và lớn lên, giáo hội cần đức bác ái. Bác ái nhất là trong các sứ giả của nó. Nếu giữa các con với nhau, các con không yêu nhau hết mình. Và cũng vậy, nếu các con không yêu anh em trong Chúa, thì giáo hội sẽ trở thành bất lực. Và việc tạo dựng mới, sự tạo dựng siêu nhiên cho con người vào địa vị là con đấng tối cao và đồng thừa hưởng nước trời sẽ thành khó khăn và yếu đuối. Vì Thiên Chúa sẽ không giúp các con trong sứ mệnh của các con nữa. Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả mọi việc người làm đều bởi tình yêu. Từ việc sáng tạo đến việc nhập thể. Từ việc nhập thể đến việc cứu chuộc. Từ việc cứu chuộc đến việc thành lập giáo hội. Và sau cùng, tới Jerusalem trên trời, nơi tụ họp hết những người công chính để họ hưởng Chúa. Mẹ nói những điều này với con,
vì con là tông đồ của tình yêu, và con có thể hiểu hơn những người khác. Gioan ngắt lời mẹ để nói, những người khác cũng yêu và yêu nhau. Đúng, nhưng con là người yêu ưu tú. Mỗi người trong các con luôn luôn có cái đặc tính rất cá biệt của họ. Và tóm lại, đó là trường hợp của mọi người. Trong số 12, con luôn luôn là tình yêu, là sự trong sạch, là tình yêu siêu nhiên. Lại nữa, có lẽ chắc chắn bởi vì con rất trong sạch nên con rất yêu. Về phần Phêrô, ông ta luôn luôn là một người ngay thẳng và cuồng nhiệt. Em ông ta, Andre, lặng lẽ và nhút nhát cũng bằng Phêrô. Giacôbê anh con thì xung động tới nỗi Giêsu đã gọi ông ta là con cái sấm sét. Còn Giacôbê kia, anh của Giêsu, công chính và anh hùng, Giuđa Anphê, em ông, quý phái và trung thực, luôn luôn vậy. Dòng dõi David rất rõ ràng nơi ông. Philippe và Bartolomeo thuộc phái truyền thống. Simon Zelot, khôn ngoan dè dặt. Thomas hiếu hòa. Matthew khiêm tốn, vì nhớ lại quá khứ nên tìm cách để không bị nhận diện. Và Judas Iscariot, than ôi, con cừu đen trong bầy của Đức Kitô, con rắn được sưởi ấm bởi tình yêu của người, nhưng muôn đời là tên quỷ dối trá. Nhưng con, toàn là tình yêu, con có thể hiểu hơn và có thể làm tiếng nói tình yêu cho tất cả những người khác. Những người ở xa, để nói cho họ lời khuyên sau cùng của mẹ. Con sẽ nói cho họ rằng, họ phải yêu nhau và yêu mọi người, kể cả những người bất hại họ, để nên một với Thiên Chúa như mẹ đã là. Đến nỗi mẹ đã được chọn làm hiền thê của tình yêu đời đời, để thụ thai Đức Kitô. Mẹ dâng mình cho Thiên Chúa không giới hạn, trong khi mẹ hiểu ngay rằng mẹ sẽ phải đau đớn tới mức nào. Các lời tiên tri đều hiện diện trong tâm trí mẹ, và ánh sáng của Thiên Chúa làm cho các lời ấy nên rõ ràng. Như vậy, từ tiếng Fiat đầu tiên của mẹ với sứ thần, mẹ đã biết rằng mẹ hiến mình cho những đau khổ lớn lao nhất mà một người mẹ có thể chịu đựng. Nhưng không gì có thể đặt giới hạn cho tình yêu của mẹ, vì mẹ biết, với bất cứ ai thi hành nó sẽ là sức mạnh, là ánh sáng, là nam châm lôi lên cao, là lửa thanh luyện và tô điểm tất cả những gì nó ôm ấp. Đúng, tình yêu là ngọn lửa đích thực, ngọn lửa mà trong khi thiêu đốt những gì hư hỏng, hoặc một vật trôi dạt, hoặc một đồ phế thải, hoặc một nắm dẻ rách con người, nó làm cho những thứ đó thành một thần trí được thanh tẩy và xứng đáng với nước trời. Biết bao kẻ trôi dạt, những con người bị ô uế, dày vò, tàn tạ mà các con sẽ gặp trên đường giảng tin mừng của các con. Các con đừng khinh chê ai, trái lại, hãy yêu họ, để họ đi tới tình yêu và được cứu. Hãy đổ tình bác ái trên họ. Rất hay có những người trở nên xấu vì không ai yêu họ, hoặc yêu cách bất chính. Các con hãy yêu họ, để Thánh Linh trở lại cư ngụ nơi họ sau khi đã thanh tẩy họ, vì họ là những đền thờ mà nhiều thứ đã chiếm đoạt và làm cho ra ô uế. Để tạo dựng con người, Thiên Chúa đã không dùng một thiên thần hay những vật chất được lựa chọn, nhưng người đã dùng bùn đất, một chất hèn mạt nhất. Rồi, khi thở hơi của người vào nó, tức cũng là tình yêu của người, người đã nâng chất hèn mạt này lên hàng cao cả, là con thừa nhận của Thiên Chúa. Con mẹ,
trên đường người đi. Người đã gặp rất nhiều kẻ phiêu bạt, sa lầy trong bùn. Người đã không giày đạp họ dưới chân bằng cách khinh dễ họ. Trái lại, người đón nhận họ, đón nhận và làm cho họ thành những kẻ được chọn cho nước trời. Các con hãy nhớ điều đó. Hãy hành động như người đã làm. Các con hãy nhớ lại hết các hành động và lời nói của con mẹ. Hãy nhớ lại các dụ ngôn êm đềm của người. Hãy sống những điều đó, tức là hãy đem ra thi hành. Và hãy viết nó ra, để nó tồn tại cho những kẻ sẽ đến sau này cho tới tận thế. Để nó luôn luôn hướng dẫn cho người thiện chí, để được sự sống và vinh quang đời đời. Đương nhiên, các con không thể lặp lại hết những lời nói sáng sủa của lời đời đời, của sự sống và chân lý, nhưng hãy viết hết những gì các con có thể viết. Thánh thần của Thiên Chúa đã xuống trên mẹ để mẹ ban việc cứu tinh cho thế giới. Người cũng đã xuống trên các con một lần thứ nhất, rồi một lần thứ hai. Người sẽ giúp các con nhớ lại và nói với đám đông cách nào để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa thật. Như vậy, các con sẽ tiếp tục tình mẫu tử thiêng liêng mà mẹ đã bắt đầu ở trên con về, để dâng cho Chúa một số đông đảo con cái. Cũng cùng một thánh linh này, khi nói trong các con cái được tái tạo dựng của Chúa, sẽ tăng cường sức mạnh cho họ, đến nỗi họ cảm thấy là êm đềm cả khi chết trong các cực hình, khi chịu đựng lưu đày và bất hại, để tuyên xưng tình yêu của họ với Đức Kitô và về với người trên trời, giống như Etienne và Jacobe của mẹ và những người khác nữa đã làm. Khi con còn có một mình, thì con hãy bảo quản cái rương này. Gioan trở nên tái mét hơn cả khi ông nghe Maria nói là mẹ cảm thấy sứ mạng của mẹ đã hoàn tất. Ông ngắt lời mẹ, kêu lên để hỏi người. Mẹ ơi, sao mẹ lại nói vậy? Mẹ cảm thấy khó chịu sao? Không. Vậy là mẹ muốn bỏ con? Không. Mẹ sẽ ở với con bao lâu mẹ còn ở trên trái đất. Nhưng con, Doan của mẹ, con hãy chuẩn bị để ở một mình. Vậy là mẹ cảm thấy khó chịu mà mẹ muốn giấu con? Không, hãy tin đi. Mẹ chưa bao giờ thấy khỏe mạnh, bình an và vui sướng như lúc này. Mẹ có ở trong mẹ một niềm vui, một sự sung mãn của sự sống siêu nhiên tràn đầy tới nỗi. Đúng, tới nỗi mẹ cảm thấy không thể chịu đựng để tiếp tục sống nữa. Mẹ không đời đời. Ngoài ra, con phải hiểu, đời đời là thần trí mẹ, thể xác thì không. Cũng như mọi thân xác, nó phải chết. Không, không, đừng nói vậy. Mẹ không thể, mẹ không phải chết. Thân xác vô nhiễm của mẹ không thể chết như xác kẻ có tội. Doan, con lầm. Con mẹ đã chết. Mẹ cũng vậy. Mẹ sẽ chết. Mẹ không phải bệnh tật, hấp hối, những co giật của cái chết. Nhưng về cái chết thì mẹ sẽ chết. Các thứ khác thì con ơi, con hãy biết rằng nếu mẹ có một ước mong về mẹ, hoàn toàn là của mẹ, và nó đã kéo dài từ lúc người rời mẹ, thì chính là cái ước mong này. Đó là ước mong đầu tiên và mạnh mẽ, hoàn toàn là của mẹ. Cả đến mẹ có thể nói, ý muốn đầu tiên của mẹ, tất cả những điều khác trong đời mẹ, thì chỉ là hòa hợp ý mẹ với ý Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa được đặt trong quả tim cô gái nhỏ của mẹ bởi chính người. Ý muốn ở đồng trinh. Ý người trong việc kết hôn với Giuse. Ý người trong việc làm mẹ Thiên Chúa và đồng trinh. Trong đời mẹ,
tất cả đều là ý Thiên Chúa và sự vâng lời của mẹ với ý muốn người. Nhưng ý muốn tái hợp với Giê-xu là ý muốn hoàn toàn của mẹ. Lìa bỏ trái đất để về trời với người đời đời và không ngừng. Ước ao của mẹ từ bao năm trường. Và bây giờ, mẹ thấy nó sắp thành sự thật. Đừng xao xuyến như vậy, Gioan. Hãy nghe ý muốn sau cùng của mẹ. Khi thân xác mẹ không còn thần trí sống động nữa, nó nằm nghỉ trong bình an. Đừng làm cho mẹ những việc xuất thuốc theo phong tục của người Hy Bá. Bây giờ, mẹ không còn là Hy Bá nữa, mà là Kitô hữu. Nếu người ta suy nghĩ kỹ, thì mẹ là người Kitô hữu đầu tiên, bởi vì mẹ là người đầu tiên có Đức Kitô, thịt và máu ở trong mẹ. Và mẹ là môn đệ đầu tiên của người, vì mẹ là người đồng công cứu chuộc với người, và là kẻ tiếp tục người ở đây, giữa các con, các môn đệ của người. Không có ai, trừ ba má mẹ và những người đã tham dự vào việc mẹ sinh ra, nhìn thấy cơ thể của mẹ. Con thường gọi mẹ là hòm bia chứa đựng lời Thiên Chúa. Con biết rằng chỉ có thầy cả thượng phẩm được thấy hòm bia. Con là thầy cả và con rất thánh hơn, rất trong sạch hơn vị giáo chủ ở đền thờ. Nhưng mẹ muốn là chỉ có vị giáo chủ đời đời có thể thấy cơ thể mẹ vào lúc được chỉ định. Vậy đừng động tới mẹ. Ngoài ra, con thấy không? Mẹ đã tắm rửa sạch sẽ và mặc y phục sạch, y phục của tiệc cưới đời đời. Nhưng tại sao con khóc, Doan? Bởi vì cơn bão đau thương nổi dậy trong con hiểu rằng con sắp mất mẹ. Con sẽ làm sao để sống khi không có mẹ? Con cảm thấy quả tim con tan vỡ với tư tưởng này. Con không thể chịu được nỗi đau đớn này. Con sẽ chịu được. Thiên Chúa sẽ giúp con sống và sống lâu như người đã giúp mẹ. Bởi vì nếu người không giúp mẹ ở trên Golgotha, khi Giê-xu chết, và trong vườn Âu Liêu khi Giê-xu lên trời, thì mẹ đã chết giống như Isaac đã chết. Người sẽ giúp con sống và nhắc lại cho con những điều mẹ đã nói với con vì ích lợi của mọi người. Ôi, con sẽ nhớ tất cả và con sẽ làm như mẹ muốn. Cho thân xác mẹ cũng vậy. Con hiểu rằng những nghi thức của dân Hy Bá không thể áp dụng cho mẹ, người Kitô hữu và hoàn toàn trong sạch, mà con chắc rằng sẽ không bị hư nát. Thân xác mẹ được thần hóa mà không một thân xác nào được, vì mẹ được miễn tội nguyên tổ và hơn nữa được đầy ân sủng. Mẹ đã mang trong mẹ đấng là chính ân sủng, ngôi lời. Vì vậy mẹ là di tích thực sự nhất của người, nên không thể hư nát như mọi thân xác chết. Đó sẽ là phép lạ sau cùng của Thiên Chúa trên mẹ, trong mẹ. Mẹ sẽ được bảo trì như mẹ vẫn là. Vậy đừng khóc, Maria kêu lên khi nhìn khuôn mặt bối rối của người tông đồ đầy nước mắt. Và mẹ tiếp: nếu mẹ được bảo trì như mẹ vẫn là, thì con đâu có mất mẹ. Vậy đừng lo lắng. Con sẽ mất mẹ, dù là sự hư nát không đụng tới mẹ. Con cảm thấy vậy. Con thấy như con ở trong một cơn cuồng phong đau đớn. Cơn cuồng phong trục xuống trên con và nghiền nát con. Mẹ là tất cả của con, nhất là từ khi ba má con chết, và những anh em trong máu mủ cũng như trong sứ mệnh đều đi xa. Và cả thằng Maryam thân yêu, Phêrô cũng đem nó theo với ông. Bây giờ con ở lại một mình trong trận bão mạnh mẽ nhất. Gioan phục xuống chân mẹ và khóc mạnh. Maria cúi xuống trên ông
đặt tay trên cái đầu rung rinh vì tiếng nấc của ông. Và mẹ nói, không, đừng vậy. Tại sao con làm mẹ khổ? Con đã rất mạnh dưới chân thánh giá, và đó là một cảnh ghê gớm vô song. Vì lẽ sự tử đạo quá tàn khốc, và vì sự thù ghét quỷ ma của dân chúng, con đã rất mạnh để ủy lạo người và mẹ trong giờ đó. Trái lại, hôm nay, trong buổi chiều ngày Sa-bát này, rất thanh quang và yên tĩnh, và trước mặt mẹ là người được hưởng niềm vui sắp tới mà mẹ linh cảm được, thì con lại xao xuyến như vậy. Con hãy bình tĩnh, hãy bắt chước. Đúng hơn là con hãy kết hợp với những gì ở chung quanh chúng ta và ở trong mẹ. Tất cả đều bình an, con cũng hãy bình an. Chỉ có những cây ô liu làm vỡ sự an tĩnh tuyệt đối của giờ này bằng tiếng rì rào của nó. Nhưng tiếng động này nó êm dịu chừng nào, giống như tiếng động cánh của các thiên thần ở chung quanh nhà. Và có lẽ các vị đang ở đây vì các thiên thần luôn luôn ở gần mẹ, hoặc một, hoặc nhiều vị, vào những lúc đặc biệt của đời mẹ. Các ngài ở Nazareth khi thánh thần của Thiên Chúa làm cho lòng đồng trinh của mẹ sinh trái. Các ngài ở với Giuse khi ông băn khoăn nghi ngờ vì tình trạng của mẹ và không biết phải xử với mẹ cách nào. Và ở Bethlehem hai lần khi Giêsu sinh ra và khi chúng ta phải trốn sang Ai Cập. Và ở Ai Cập khi ra lệnh cho chúng ta trở về Palestine. Và nếu các ngài không hiện ra với mẹ, vì chính vua, các thiên thần đã hiện ra với mẹ rồi. Ngay từ khi người vừa sống lại, thì các thiên thần đã hiện ra với các bà đạo đức vào bình minh của ngày sau ngày Sa-bát. Và các ngài đã ra lệnh nói cho con và Phê-rô về những gì các con phải làm. Các thiên thần và ánh sáng luôn luôn hiện diện vào những lúc quyết định của đời mẹ và đời Giê-xu. Ánh sáng và tình yêu nồng nàn từ ngai của Thiên Chúa xuống với mẹ là tôi tớ người, và từ trái tim mẹ bay lên cùng Thiên Chúa, Vua và Chúa của mẹ. Kết hợp mẹ với Thiên Chúa và kết hợp người với mẹ, để làm trọn những điều đã được viết là phải làm trọn. Và cũng để tạo ra một bức màn ánh sáng, phủ lên những bí mật của Thiên Chúa, để Satan và bầy tôi nó không biết trước giờ ấn định. Việc hoàn thành mầu nhiệm nhập thể cao vời. Chiều nay cũng vậy. Mặc dù mẹ không nhìn thấy, nhưng mẹ cảm thấy các thiên thần ở chung quanh mẹ. Và mẹ cảm thấy ánh sáng lớn lên ở trong mẹ. Một ánh sáng không thể chịu nổi, giống như ánh sáng đã bao phủ mẹ khi mẹ thụ thai Đức Kitô. Khi mẹ ban người cho thế giới, ánh sáng đến từ một đà tình yêu rất mạnh hơn mẹ thường có. Cũng bởi sức mạnh của một tình yêu tương tự mà mẹ đã giật được ngôi lời khỏi trời trước thời hạn, để người trở thành người và đấng cứu chuộc. Cũng bởi sức mạnh của một tình yêu tương tự như sức mạnh mẹ cảm thấy thâm nhập vào mẹ chiều nay, mà mẹ ước ao cho trời cướp lấy mẹ và mang mẹ tới nơi mẹ khao khát tới, cùng với linh hồn mẹ, để hát đời đời, cùng với toàn thể dân thánh và ca đoàn các thiên thần, bài Magnificat, bất hủ của mẹ cho Thiên Chúa. Vì những việc cả thể người đã làm cho mẹ là tôi tớ của người. Có lẽ đâu phải chỉ có linh hồn mẹ, trái đất sẽ trả lời cho mẹ. Trái đất với mọi dân nước của nó sẽ tôn vinh mẹ, sẽ dâng cho mẹ danh dự và tình yêu. Bao lâu thế giới còn tồn tại? Đó là điều Tobia đã nói tiên tri về mẹ, mặc dầu một cách tàn ẩn, bởi vì chính mẹ chứ không phải nơi cực thánh đã mang Chúa thực sự.
Một mình mẹ đã dâng cho Chúa nhiều tình yêu hơn tất cả các thầy cả thượng phẩm và tất cả những người khác của đền thờ đã dâng trong suốt mọi thế kỷ. Một tình yêu mạnh mẽ và hoàn toàn trong sạch. Vì vậy, Thiên Chúa đã làm cho mẹ được hoàn toàn hạnh phúc. Và người sẽ làm trọn ước ao độc nhất của mẹ, ý muốn duy nhất của mẹ. Bởi vì tình yêu, khi nó trọn vẹn tới nỗi nó hầu như trọn lành, như tình yêu của người con Thiên Chúa của mẹ, thì nó sẽ được tất cả. Ngay cả những thứ, theo như xét đoán của loài người, là không thể được. Gioan, con hãy nhớ điều đó và nói lại với các anh em con. Các con sẽ phải chiến đấu rất nhiều. Những trở ngại đủ thứ sẽ làm cho các con sợ thất bại. Những tàn sát của bách hại, những phản bội, đào ngũ của các Kitô hữu, những luân lý như kiểu Iscariot sẽ làm cho các con xuống tinh thần. Nhưng đừng sợ, hãy yêu và đừng sợ. Thiên Chúa sẽ giúp các con và làm cho các con thắng mọi sự và mọi người. Cân xứng với cách các con yêu. Người ta được tất cả nếu người ta trở thành các Seraphim. Khi đó, cái điều đáng cảm phục là linh hồn bất tử, là hơi thở của Thiên Chúa phú vào trong chúng ta. Nó lao về trời, nó như ngọn lửa dưới chân ngai Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa, nghe người, và nó được từ đấng toàn năng mọi điều nó muốn. Nếu con người biết yêu như luật xưa dạy, và như con mẹ đã yêu và dạy yêu, thì họ được tất cả. Chính đó là cách mẹ yêu. Chính vì đó mà mẹ cảm thấy mẹ sắp chấm dứt ở trên mặt đất. Mẹ chết bởi yêu quá độ, cũng như người chết bởi đau đớn quá độ. Đây, cái đấu của khả năng yêu nơi mẹ đã đầy. Tâm hồn và thân xác mẹ không thể chứa được nữa. Tình yêu tràn bờ, dìm ngập mẹ, đồng thời nó nâng mẹ lên trời, đến với Thiên Chúa, con mẹ. Và tiếng người gọi mẹ, hãy đến, hãy ra khỏi, hãy lên với ngai tòa của chúng ta và sự ôm ấp của ba ngôi chúng ta. Trái đất, tất cả những gì ở chung quanh mẹ đều biến mất trong ánh sáng vĩ đại đến từ trời. Các tiếng động của trái đất bị bao trùm bởi tiếng nói thiên quốc này. Gioan của mẹ, giờ ôm ấp của Thiên Chúa đã đến cho mẹ rồi. Gioan vẫn xao xuyến, nhưng hơi yên tĩnh khi nghe Maria nói. Vào lúc chót của cuộc đàm thoại, ông nhìn mẹ xuất thần, và ông cũng sung sướng. Mặt ông tái mét cũng như mặt Maria. Rồi màu tái của mẹ từ từ biến thành ánh sáng vô cùng trinh trong. Ông chạy tới đỡ mẹ và kêu lên. Mẹ giống như Giê-xu khi người biến hình trên Tabor. Thân xác mẹ sáng như mặt trăng. Y phục của mẹ như một khối kim cương đặt trước ngọn lửa. Một màu cực sáng. Mẹ ơi, mẹ không còn là người nữa. Sự nặng nề và mờ đục của xác thịt đã biến mất. Mẹ là ánh sáng, nhưng mẹ không phải Giê-xu. Người vừa là Thiên Chúa, vừa là người. Người có thể tự mình đi lên ở trên Tabor cũng như ở đây, trong vườn ô liu, khi người lên trời. Nhưng mẹ không thể. Mẹ không thể đi được. Nào con sẽ giúp mẹ đặt cơ thể mỏi mệt và hạnh phúc của mẹ trên giường. Mẹ hãy nghỉ ngơi. Rồi một cách rất yêu thương, ông dắt mẹ lại cái giường nghèo nàn của mẹ. Maria nằm lên đó, cả đến không cởi áo khoác, bắt chéo tay trên ngực và hạ thấp đôi mắt êm đềm sáng rực tình yêu. Mẹ nói với Gioan đang cúi xuống trên mẹ. Mẹ ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong mẹ. Trong khi mẹ chiêm ngắm Thiên Chúa và cảm nhận sự ôm ấp của người, con hãy đọc những thánh vịnh
và những trang sách thánh có liên can tới mẹ, đặc biệt là vào giờ này. Thánh Linh khôn ngoan sẽ chỉ nó cho con. Rồi hãy đọc lời cầu nguyện của con mẹ. Hãy nhắc lại cho mẹ những lời của sứ thần truyền tin và lời của Elizabeth đã nói với mẹ, và bài thi ca ngợi khen của mẹ. Mẹ sẽ theo dõi con với những gì mẹ còn lại trên mặt đất. Joan chống lại với những nước mắt dâng lên từ con tim ông, cố gắng đè nén sự xúc động làm cho ông xao xuyến. Ông đọc bằng giọng rất trong trẻo mà qua thời gian đã trở nên rất giống giọng của Giê-xu. Điều đó Maria nhận thấy và mẹ mỉm cười nói với ông. Mẹ thấy cũng giống như mẹ có Giê-xu của mẹ ở bên cạnh mẹ. Gioan đọc hầu như hết Thánh Vịnh 118, rồi ba đoạn đầu của Thánh Vịnh 41, tám đoạn đầu của Thánh Vịnh 38, Thánh Vịnh 22 và Thánh Vịnh thứ nhất. Rồi ông đọc Kinh Lạy Cha, các lời của Tổng thần Gerien và của Elizabeth, Thánh Ca của Tobia, chương 24, sách các giáo đoàn từ câu 11 đến câu 46. Để kết thúc, ông sướng Magnificat, nhưng đến câu thứ 9, ông nhận thấy là Maria không thở nữa, mà vẫn giữ vẻ nghỉ ngơi tự nhiên, tươi vui, yên hàn, tự như mẹ không cảm thấy sự sống chấm dứt. Gioan, với tiếng kêu tan nát, quỳ phập xuống đất ở bên cạnh giường và gọi Maria nhiều lần. Ông không thể tin rằng mẹ không trả lời ông nữa, và rằng từ nay thân xác mẹ không còn linh hồn sống động nữa. Nhưng dù sao, ông cũng phải nhìn nhận là điều đó tỏ tường. Ông cúi xuống trên khuôn mặt mẹ, vẫn giữ in sự bộc lộ một niềm vui siêu nhiên. Nước mắt chan hòa từ mặt ông rơi xuống trên khuôn mặt dịu dàng, trên đôi tay thanh khiết êm đềm vắt chéo trước ngực. Đó là sự thanh tẩy duy nhất mà cơ thể Maria nhận được. Nước mắt của vị tông đồ tình yêu, của kẻ mà Giê-xu đã cho mẹ làm con thừa nhận. Sau những đau thương mạnh mẽ lúc đầu, Gioan nhớ lại những ước muốn của Maria. Ông vơ những vẹt của áo khoác rộng bằng vải gai của Maria còn buông xuống bên cạnh giường và phủ lên cơ thể mẹ, và cả chiếc von rơi hai bên gối, ông phủ lên đầu người. Bây giờ Maria giống như bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng nằm trên thạch mộ. Gioan chiêm ngắm mẹ hồi lâu trong khi nước mắt vẫn rơi, rồi ông đi bày biện lại căn phòng bằng cách đem đi tất cả những bàn ghế vô ích. Ông chỉ để lại cái giường, cái bàn nhỏ ở sát bức tường mà trên đó có để cái rương đựng các thánh tích, một cái ghế đầu mà ông để ở giữa cái cửa nhìn ra sân thượng, và cái giường mà Maria nằm, một cái kệ trên đó có ngọn đèn mà Gioan đã thắp lên vì bây giờ sắp tối. Rồi ông vội vã đi xuống vườn Gethsemane và hái bao nhiêu hoa mà ông tìm thấy, và ông hái cả những cành ô liu mà trái đã thành hình. Ông trở lên căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn ông đặt các hoa và lá chung quanh cơ thể Maria, tựa như mẹ ở giữa một vòng hoa lớn. Trong khi ông làm như vậy, ông nói với mẹ đang nằm đó, tựa như Maria vẫn còn nghe ông. Ông nói, mẹ luôn luôn là bông huệ nơi thung lũng, là bông hồng ngọt ngào, là trái ô liu đẹp, là cây nho sai trái, là bông lúa thánh. Mẹ đã cho chúng con hương thơm của mẹ, dầu của đời sống, rượu của cá mạnh, bánh giữ cho thần trí khỏi chết nơi những người nuôi mình bằng cách xứng đáng,
Những bông hoa này rất đẹp ở chung quanh mẹ. Chúng đơn sơ và trong sạch, giống như mẹ. Có những cái gai như mẹ, bình an như mẹ. Bây giờ con đem cái đèn này lại, để nó ở bên giường mẹ như vậy, để nó canh chừng mẹ và làm bạn với con. Trong khi con canh chừng mẹ và chờ đợi ít nhất là một trong những điều con cầu nguyện được hoàn thành. Điều đầu tiên là theo sự ước ao của Phêrô và những người khác mà con sẽ nhờ người đầy tớ của Nicodemo đi báo tin. Có thể thấy mẹ một lần nữa. Điều thứ hai là mẹ. Vì mẹ có một số phận giống như con mẹ, mẹ cũng phải giống như người. Trước khi chấm dứt ngày thứ ba, mẹ phải trỗi dậy để không làm con phải mồ côi hai lần. Điều thứ ba là nguyện Thiên Chúa ban cho con sự bình an. Nếu điều con ước ao xảy ra cho mẹ, giống như đã xảy ra cho Lazaro, là kẻ không giống mẹ, không hoàn thành. Nhưng tại sao điều đó lại không được hoàn thành? Bao nhiêu người đã sống lại? Con gái ông Jairo, người thanh niên thành Naim, con trai của Theophile. Đúng thực là khi đó thầy đã làm. Nhưng người ở với mẹ, dù là một cách không hữu hình, và mẹ đâu có chết vì bệnh tật giống như những người Đức Kitô đã cho sống lại. Nhưng mẹ đã có chết thực không? Chết như mọi người chết? Không, con cảm thấy là không. Linh hồn mẹ không còn ở trong mẹ, trong thể xác mẹ. Và theo nghĩa này thì người ta có thể nói là chết. Nhưng vì cách thế nó đã xảy ra, con nghĩ rằng đó chỉ là một sự chia lìa tạm thời của linh hồn vô nhiễm và đầy ơn của mẹ với thân xác rất trong sạch và đồng trinh của mẹ. Phải như vậy, và nó là vậy. Sự tái kết hợp với sự sống trở lại trong mẹ sẽ xảy ra thế nào và khi nào, con không biết. Nhưng con rất chắc chắn điều đó, và con sẽ ở lại đây bên cạnh mẹ cho tới khi Thiên Chúa, bởi lời nói hoặc bởi hành động của người, tỏ cho con biết sự thật về số phận của mẹ. Gioan đã xong việc sắp đặt mọi sự vào thứ tự. Ông ngồi xuống cái ghế đầu, để cái đèn nhỏ xuống đất bên cạnh giường. Ông nhìn ngắm người đang nằm trong khi cầu nguyện. Suối mát giữa trưa hè, giữa sa mạc cằn khô. Mẹ cho ngày xưa đưa đời vào êm ái, mẹ cho vòng tay khơi yêu dấu nơi này. Mẹ tìm hạnh phúc, mẹ gọi tha thiết những nụ cười, tìm ca na thắm người. Mẹ là mãi thúc giục dìu đưa mỗi người dựng cao thánh giá. Mẹ là khúc thánh nhạc ủ ấm mỗi người hạnh phúc sống tin yêu. Mẹ tin, mẹ yêu âm thầm mà tha thiết. Mẹ tin, mẹ yêu qua bao lối đi về. Mẹ cùng theo Chúa nhẹ nâng thánh giá. So
sông dìu đưa mỗi người dựng cao thánh giá. Mẹ là cung thánh nhạc u ấm mỗi người hạnh phúc sống tin yêu. Dìu đưa mỗi người dựng cao thánh giá. Mẹ là khúc thánh nhạc u ấm mỗi người hạnh phúc sống tin yêu. Mẹ tin, mẹ yêu âm thầm mà tha thiết. Mẹ tin, mẹ yêu qua bao lối đi về. Mẹ cùng theo Chúa ra tiếng xin vâng đã vang xa ngàn thu. Mẹ mang tình yêu tràn hòa vào biển lớn. Mẹ mang niềm tin vươn cao với non xanh. Mẹ mang tình khiến đổi thay nhân thế. Giữa âm thầm mẹ nâng cao cõi trời. Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oanh, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 36. Mẹ Maria lên trời. Đã bao nhiêu ngày qua đi, khó lòng để nói chắc chắn. Nếu luận theo những bông hoa được để như triều thiên chung quanh, cơ thể bất động, thì người ta nói là đã qua đi mấy tiếng đồng hồ. Nếu luận theo những cành ô liu mà trước đó có những bông tươi, bây giờ hoa tàn và lá đã héo, và luận theo những bông hoa khác cũng đã tàn, đang để trên nắp cái rương như những thách thức, thì người ta nói là đã qua đi mấy ngày. Nhưng cơ thể Maria vẫn giống như lúc mẹ vừa tắt thở. Không có một dấu hiệu nào của sự chết trên mặt, cũng như trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của mẹ. Trong căn phòng không có mùi gì khó chịu. Trái lại, ở đây thoang thoảng một mùi thơm,
không giải thích được. Nó nhắc nhớ tới mùi trầm hương, mùi hoa huệ, hoa hồng, hoa cẩm chướng, mùi các lá cây miền núi pha trộn nhau. Joan chả ai biết đã canh thức bao nhiêu ngày, đã thiếp ngủ vì thua sự mệt mỏi. Ông vẫn ngồi trên ghế đẩu, tựa lưng vào tường, gần chiếc cửa mở ra sân thượng. Ánh sáng của ngọn đèn đặt dưới đất soi sáng cho ông từ phía dưới, cho nhìn thấy khuôn mặt ông mệt mỏi, rất xanh, trừ ra chung quanh mắt, thì đỏ vì khóc. Bây giờ hẳn là lúc rạng đông vừa bắt đầu, vì ánh sáng trắng cho nhìn thấy sân thượng và các cây ô liu trồng chung quanh nhà. Ánh sáng này càng lúc càng mạnh, lọt qua cửa, cho phép phân biệt được những vật dụng ở trong phòng, những thứ mà trước đó chỉ hơi nhìn thấy vì ở xa ngọn đèn. Thình lình một ánh sáng lớn tràn đầy căn phòng, một ánh sáng bạc pha sắc, xanh dương, hầu như lân tinh, càng lúc càng mạnh và tỏa lan, làm ánh sáng rạng đông và ánh sáng ngọn đèn biến mất. Đó là ánh sáng giống như ánh sáng đã bao phủ hang đá Bethlehem khi Chúa sinh ra. Rồi trong ánh sáng thiên đàng này, các hình dáng thiên thần hiện ra rõ ràng. Ánh sáng lại trở nên huy hoàng hơn, ánh sáng mạnh đã hiện ra trước tiên. Giống như đã xảy ra khi các thiên thần hiện ra với các mục đồng. Một màn vũ của ánh sáng muôn màu tỏa ra từ cánh các đấng, tạo thành những cử động mềm mại và phát ra tiếng rì rào nhịp nhàng, rung động rất êm tai. Các thiên thần tạo thành một vòng như chiều thiên chung quanh cái giường nhỏ. Họ cúi xuống, nâng cơ thể bất động lên trong khi các đôi cánh vẫy mạnh, làm tăng cường độ âm thanh đã có lúc trước. Bởi một khoảng trống đã được mở ra cách kỳ diệu trên mái nhà, giống như sự kỳ diệu đã mở cửa mộ của Giê-xu ra. Các đấng đi ra, mang theo bà hoàng hậu của các đấng, hân xác rất thánh của người. Đúng, nhưng chưa được vinh quang và còn chịu ảnh hưởng của các luật về vật chất. Điều này Đức Kitô không phải chịu vì người được vinh quang ngay từ lúc người sống lại. Âm thanh phát ra bởi các cánh các thiên thần bây giờ mạnh như tiếng phong cầm. Joan vẫn ngủ, mặc dầu đã 2-3 lần ông nhúc nhích trên ghế đẩu, tự như ông bị phiền bởi ánh sáng mạnh và âm thanh của tiếng nói các thiên thần. Bây giờ ông thức dậy hoàn toàn bởi âm thanh quá mạnh và luồng không khí từ mái nhà thổi xuống và thổi qua cái cửa để mở, tạo ra một cơn gió xoáy làm dập dờn cái mền ở trên chiếc giường trống, thổi vào y phục của Joan, làm tắt ngọn đèn và làm cánh cửa đóng mạnh vào. Vị tâm đồ nhìn chung quanh ông vẫn còn nửa thức nửa ngủ để nhận định điều gì xảy ra. Ông nhận thấy cái giường đã trống rỗng và mái nhà mở ra. Ông biết đã xảy ra điều gì kỳ diệu. Ông chạy ra ngoài sân thượng, và như một bản năng siêu nhiên hoặc do một tiếng gọi từ trời, ông ngửa mặt lên để nhìn trong khi lấy tay bảo vệ mắt cho khỏi chói vì mặt trời đang lên. Và ông thấy cơ thể Masha vẫn chưa có sự sống và hoàn toàn giống như người đang ngủ, được một nhóm thiên thần nâng đỡ, đang bay lên càng lúc càng cao. Một vạt áo khoác và chiếc khăn von của người phất phới như một từ giả cuối cùng. Có lẽ là do gió tạo ra bởi việc bay nhanh và sự cử động của cánh các thiên thần. Các bông hoa mà Gioan đã thay mới và đặt chung quanh Maria chắc chắn còn dính vào các nếp áo. Bây giờ mưa xuống sân thượng và vùng Gethsemane, trong khi tiếng Hosanna mạnh của nhóm thiên thần nghe càng lúc càng xa và càng nhẹ. Joan tiếp tục nhìn cắm vào cơ thể bay về trời, chắc chắn bởi một sự kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho ông để an ủi ông và thưởng cho tình yêu của ông đối với người mẹ thừa nhận.
ông thấy rõ ràng Maria bây giờ được bao phủ bởi ánh mặt trời đã lên, ra khỏi cơn xuất thần, đã chia lìa linh hồn người với thân xác người. Người lại trở nên sống và đứng thẳng lên, vì bây giờ mẹ cũng được hưởng những ân huệ dành cho các thân xác đã được vinh quang. Gioan nhìn, phép lạ mà Thiên Chúa ban cho ông làm cho ông nhìn thấy Maria trái với các định luật tự nhiên, bây giờ bay lên trời mau chóng, không cần phải ai giúp. Các thiên thần quay quần chung quanh mẹ và hát Hosanna. Gioan ngây ngất hoan hỷ bởi cái cảnh đẹp mà không ngọn bút nào của loài người, không một tiếng nói nhân loại nào, không một tác phẩm nghệ thuật nào có thể mô tả hay diễn lại được, vì đó là cảnh đẹp khôn tả. Gioan vẫn đứng dựa vào bức tường của sân thượng, tiếp tục nhìn đăm đăm vào hình dạng nguy hoàng và sáng ngời của Thiên Chúa. Vì thật vậy, người ta có thể nói như thế về Maria được tác thành theo phương cách duy nhất của Thiên Chúa. Đứng đã cho mẹ vô nhiễm tội, để mẹ là một hình dạng của ngôi lời nhập thể. Mẹ lên càng lúc càng cao, và một kỳ diệu sau cùng và tuyệt vời mà Thiên Chúa tình yêu đã chấp nhận cho kẻ yêu thương hoàn hảo của người là được xem thấy cuộc gặp gỡ của người mẹ rất thánh với người con chí thánh. Đấng cũng quy hoàng và sáng ngời, đẹp bằng vẻ đẹp vô tả. Từ trời xuống mau lẹ với mẹ người, ôm ghì mẹ trên trái tim người, và cùng nhau còn sáng ngời hơn hai thiên thể đi tới nơi mà từ đó người đã xuống. Thị kiến của Gioan chấm dứt. Ông cúi đầu, trên khuôn mặt mệt mỏi của ông, người ta thấy đồng thời sự đau đớn vì đã mất Maria và sự vui mừng vì số phận vinh quang của người. Bây giờ niềm vui vượt qua nỗi đau. Ông nói, Thiên Chúa của con, tạ ơn, con đã linh cảm là việc này sẽ tới. Con đã muốn tỉnh thức để không mất một chi tiết nào về cảnh thăng thiên của người. Nhưng từ 3 ngày nay con không ngủ. Giấc ngủ, sự mệt mỏi kết hợp với niềm đau để chiến đấu với con. Và nó đã thắng con ngay vào lúc sự lên trời sắp xảy ra. Nhưng có lẽ Chúa đã muốn vậy. Ôi Thiên Chúa của con, để cho con không bị xao xuyến trong lúc này và không phải quá khổ. Đúng, chắc chắn là Chúa muốn vậy. Cũng như bây giờ Chúa đã muốn con được xem thấy những điều mà không có phép lạ thì không thể thấy. Chúa đã ban cho con còn thấy mẹ, dù từ xa, vinh quang và hiển hách, tựa như mẹ ở rất gần con và lại được thấy Giê-xu. Ôi thị kiến hạnh phúc không ngờ, không thể dám ước mơ. Ôi ơn phúc của mọi ơn phúc của Giê-xu Thiên Chúa dành cho gia an của người. Ơn huệ siêu phàm lại được thấy thầy của con và Chúa của con, được thấy người ở bên cạnh mẹ người. Người giống như mặt trời, mẹ giống như mặt trăng, cả hai huy hoàng khôn tả. Vừa vì vinh quang, vừa vì hạnh phúc lại được sum họp tới đời đời. Thiên đàng, nơi hai vị đang huy hoàng ở đó, bây giờ thế nào? Hai vị là những vị sao chính của Jerusalem trên trời, các cơ đoàn thiên thần và các thánh vui sướng chừng nào? Thật quá quá vui. Cảnh con được thấy mẹ cùng với con mẹ, một cảnh làm biến đi tất cả đau khổ của mẹ, của Chúa và mẹ. Kể cả nỗi đau của con cũng biến đi luôn, và sự bình an thay thế vào trong con. 3 phép lạ mà con đã xin cùng Thiên Chúa thì 2 điều đã được chấp nhận. Con đã thấy sự sống trở lại với Maria, và con cảm thấy sự bình an trở lại trong con. Tất cả mọi lo âu của con đều ngừng, vì con đã thấy 2 đấng sum họp trong vinh quang. Ôi Thiên Chúa, tạ ơn Ngài vì điều đó, cũng tạ ơn vì đã cho con biết thế nào là một tạo vật, dù rất thánh, nhưng luôn luôn là con người, được nhìn thấy thế nào là số phận của các thánh, thế nào là cảnh phán xét sau cùng. Sự sống lại của thân xác và sự kết hợp với linh hồn của nó đã được lên trời vào giờ chết. Con không cần thấy để tin, vì con luôn luôn tin vững vàng.
vào mọi lời thầy. Nhưng nhiều người nghi ngờ rằng sau nhiều thế kỷ và nhiều thiên niên kỷ, thân xác đã thành bụi, làm sao lại trở thành một thân xác sống? Với những người đó còn có thể nói, trong khi thề với họ trên những sự cao quý nhất, là không những Đức Kitô trở lại sống động bởi quyền năng Thiên Chúa của riêng người, mà cả mẹ người nữa, sau khi chết 3 ngày, nếu người ta có thể gọi như vậy là chết, đã lấy lại sự sống, và với thể xác kết hợp với linh hồn, mẹ đã tới chỗ ở đời đời ở trên trời bên cạnh con mẹ. Con có thể nói, tất cả quý vị, các Kitô hữu, hãy tin vào sự sống lại của thân xác vào ngày tận thế và vào đời sống vĩnh cửu của linh hồn và thân xác, đời sống hạnh phúc cho các thánh, đời sống kinh sợ cho các kẻ tội lỗi không sám hối. Hãy tin và hãy sống thánh như Giêsu Maria đã sống, để được cùng số phận như các đấng. Tôi đã thấy thể xác của các đấng lên trời. Tôi có thể làm chứng với quý vị về điều đó. Hãy sống công chính, để một ngày kia có thể ở trong thế giới vĩnh cửu cả linh hồn và thân xác, ở gần mặt trời Giêsu và ở gần Maria, tình tú của mọi tinh tú. Xin tạ ơn nữa. Ôi Thiên Chúa, bây giờ con đi thu lượm những gì còn lại của mẹ, những bông hoa đã từ áo mẹ rơi xuống, những cành ô lưu còn lại trên giường của mẹ, và con bảo quản chúng, tất cả sẽ ích lợi. Đúng, tất cả sẽ ích lợi để giúp đỡ, an ủi các anh em con mà con đã chờ đợi cách vô ích. Sớm hay muộn gì rồi, con cũng sẽ gặp họ. Ông thu lượm các hoa và cả các cánh hoa đã bị tách ra khi rơi xuống, bỏ vào vạt áo ông và đi vào phòng. Lúc đó, ông chăm chú quan sát cái mái nhà đã bị mở ra và kêu lên. Một việc kỳ diệu khác, một điều đáng cảm phục khác trong những việc siêu phàm của đời sống Giêsu và Maria. Giêsu, Thiên Chúa đã tự mình sống lại, và chỉ bằng ý muốn của người. Người lật tấm đá che cửa mộ ra, và bởi sức mạnh của chính người, người tự mình lên trời. Còn Maria hoàn toàn thánh thiện, nhưng là con gái loài người, thì các thiên thần mở lối cho mẹ lên trời, và luôn luôn với sự giúp đỡ của các thiên thần mà mẹ lên đó. Đối với Đức Kitô, linh hồn trở lại làm hoạt động thân xác của người khi người còn ở trên mặt đất, vì người phải như vậy để làm các kẻ thù của người nín lặng và để xác định đức tin cho các tín hữu của người. Đối với Maria, linh hồn của mẹ trở lại khi thân xác rất thánh của mẹ đã ở ngưỡng cửa thiên đàng. Bởi vì đối với mẹ thì không thể thế khác được, quyền năng trọn vẹn và sự khôn ngoan vô tận của Thiên Chúa. Gioan thu lượm vào trong một tấm khăn tất cả những hoa lá còn lại trên giường, để trung vào đó những cái ong đã lượm ở bên ngoài, và để tất cả trên nắp cái rương. Sau đó ông lại mở ra và bỏ vào đó cái gói nhỏ của Maria, cái mền ở trên giường. Rồi ông xuống nhà bếp và thu lượm những cái mẹ hay dùng, cái trục chỉ và con quay, cái chén của mẹ, và để nó chung với các thứ khác. Ông đóng nắp gương lại, ngồi trên ghế đẩu và kêu lên. Bây giờ mọi sự đã hoàn tất, kể cả cho tôi nữa. Bây giờ tôi có thể tự do để tới nơi nào thánh linh của Thiên Chúa dẫn tôi tới. Hãy đi, gieo lời Thiên Chúa mà Thầy đã cho tôi, để tôi cho lại người ta. Rao giảng tình yêu, giảng dạy cho người ta tin vào tình yêu và quyền phép của người, làm cho họ biết những gì Thiên Chúa tình yêu đã làm cho loài người, sự hy sinh của người, bí tích của người, và nghi thức sẽ được kéo dài tới tận thế. Qua đó, chúng ta có thể kết hợp với Đức Giêsu Kitô trong phép thánh thể và làm lại nghi thức và lễ hy sinh như người đã truyền dạy làm. Tất cả mọi ân huệ của tình yêu trọn hảo làm cho người ta yêu tình yêu, để họ tin ở người như chúng ta đã tin và vẫn tin. Gieo rắc tình yêu để mùa gặt được dồi dào và mẻ lưới được tràn đầy cho Chúa. Tình yêu sẽ chiếm được tất cả. Maria đã nói điều đó trong những lời sau cùng của mẹ với con, là kẻ mẹ đã định nghĩa chính xác. Trong số các bạn tông đồ, con là kẻ yêu, kẻ biết yêu tuyệt vời. Đối nghịch với Iscariot là sự thù ghét, cũng như Phêrô cuồng nhiệt, Andre êm dịu,
các con ông An Phê thì thánh thiện và khôn ngoan, phối hợp với lối xử sự quý phái. Và tiếp theo như vậy, con, người yêu, bây giờ con không còn thầy và mẹ thầy ở trên trái đất để yêu nữa. Con sẽ đi gieo rắc tình yêu giữa các dân tộc. Tình yêu sẽ là khí giới và giáo lý của con. Với nó, con sẽ toàn thắng ma quỷ, các thuyết ngoại giáo, và con sẽ chinh phục nhiều linh hồn. Như vậy, con sẽ tiếp tục Giê-xu và Maria là tình yêu trọn hảo trên trái đất. Thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng ngời trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Trong ngàn muôn đóa hoa xinh tươi trong vườn thiên cung, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa chính phương ngất thiên đường. Mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng. Cùng mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây, sống vui bên mẹ từ đây. Trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi, mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui bước qua gian khó cuộc đời. Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao lên thiên đàng mai sau. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com.
xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trần Oanh, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 37. Cứu xét và giải thích về sự lên trời và sự đi qua của mẹ Maria rất thánh. Thứ nhất, mẹ có chết không? Có, nếu người ta muốn gọi chết, tức là sự chia lìa của phần quý phái, tức là thần trí với thân xác. Không, nếu bởi cái chết, bởi sự chia lìa của thân xác với linh hồn, người ta thấy sự hư nát của vật chất không còn được linh hồn làm cho sống nữa. Và trước tiên là sự thê thảm của nấm mồ, và trước đó nữa, giữa tất cả những điều này là sự đau đớn của cái chết. Mẹ chết thế nào, hay đúng hơn, mẹ đi từ đất lên trời, trước tiên là phần bất tử, rồi tới phần hay hư nát thế nào? Như một cách chính đáng đối với đấng không có vết tội. Chiều hôm đó, lúc đã bắt đầu giờ nghỉ của ngày Sa-bát, mẹ nói chuyện với Gioan về Giê-xu và các công việc của người. Một buổi chiều đầy bình an, ngày Sa-bát đã làm tắt hết các tiếng động do công việc của loài người, và giờ giấc đã làm tắt các tiếng nói loài người hay chim chóc. Chung quanh nhà, chỉ có tiếng các cây ô liu rì rào trong gió chiều, nghe giống như tiếng các thiên thần bay chạm vào các bức tường của căn nhà đơn độc. Chúng ta đã nói về Giê-xu, về Chúa Cha, về nước trời, về đức ái và vương quốc của đức ái. Đó là ngọn lửa sống động cháy lên, tiêu hủy những sợi dây vật chất để giải phóng cho thần trí vào các đường bay mầu nhiệm của nó. Nếu ngọn lửa được giữ ở trong những giới hạn mà Thiên Chúa muốn đặt để bảo tồn các tạo vật trên trái đất, để nó phục vụ người, người ta có thể sống và thiêu đốt, trong khi tìm thấy trong sự nồng nàn của nó không phải sự mệt mỏi, mà là sự trọn vẹn của đời sống. Nhưng khi Thiên Chúa lấy cái ranh giới đi, và để cho ngọn lửa Thiên Chúa tự do thâm nhập và lôi kéo linh hồn lại với người cách vô giới hạn, thì khi đó, đến lượt linh hồn trả lời cho tình yêu cách vô giới hạn. Nó tách rời ra khỏi vật chất và bay tới nơi tình yêu thúc đẩy nó và mời gọi nó. Và đó là chấm dứt lưu đày và trở về quê hương. Chiều hôm đó, trong sự nồng nàn không chống lại được, trong cái sinh lực không giới hạn của tâm hồn mẹ, kết hợp với một sự ẻo lả dịu dàng, một tình cảm bí nhiệm về sự xa lìa vật chất, xa lìa hết những gì ở chung quanh, tựa như thân xác thiếp ngủ vì mệt, trong khi thần trí trở nên sống động hơn trong sự suy luận của nó và đắm chìm trong sự huy hoàng của Thiên Chúa. Gioan chứng nhân yêu thương và khôn ngoan về tất cả lối sống của mẹ, từ khi ông trở nên đứa con thừa nhận của mẹ theo ý muốn của con mẹ, đã dịu dàng thuyết phục mẹ nằm nghỉ trên giường và canh chừng mẹ trong khi cầu nguyện. Âm thanh sau cùng mẹ nghe trên trái đất là tiếng thì thầm của giọng nói Gioan, tông đồ đồng trinh. Đối với mẹ, nó như tiếng ru của bà mẹ bên chiếc nôi. Nó theo linh hồn mẹ trong cơn xuất thần sau cùng, quá tuyệt vời để có thể nói. Nó theo mẹ lên tới trời. Gioan, chứng nhân duy nhất của mầu nhiệm ngọt ngào này, đã một mình xếp dọn cho mẹ bằng cách bao phủ mẹ trong áo khoác trắng của mẹ,
không thay đổi y phục và khăn voan, không rửa ráy, cũng không sức thuốc thơm. Tâm hồn Gioan, như người ta thấy rõ bởi các lời ông trong giai đoạn thứ hai của chu trình từ lễ hiện xuống tới khi mẹ lên trời, đã biết rằng thân xác mẹ sẽ không hư nát, và nó dạy cho người tông đồ biết những gì phải làm. Và ông, bác ái và tình cảm, khôn ngoan đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa và với các bạn xa cách của ông. Ông nghĩ rằng phải giữ điều bí mật và chờ đợi các tôi tớ khác của Thiên Chúa để họ nhìn thấy mẹ một lần nữa và từ đó rút ra được sự an ủi và trợ giúp cho những khó khăn và mệt mỏi trong sứ mệnh của họ. Ông chờ đợi, tựa như ông chắc chắn là họ sẽ tới. Nhưng sắc lệnh của Thiên Chúa lại khác, luôn luôn tốt cho kẻ biệt ái, luôn luôn chính đáng cho mọi tín hữu. Lúc đầu, người đã làm cho mí mắt ông ra nặng nề để giấc ngủ ngăn cản cho ông sự tan nát bởi thấy cơ thể mẹ bị đem đi. Người đã cho các tín hữu một sự thật khác nữa để tin vào sự sống lại của thân xác, vào phần thưởng của một đời vĩnh cửu hạnh phúc được ban cho các người công chính, biết tin vào những chân lý mạnh mẽ và êm dịu nhất của Tân Ước. Việc mẹ đầu thai vô nhiễm nguyên tội, việc mẹ làm mẹ Thiên Chúa và đồng trinh, về bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người của con mẹ. Thiên Chúa thật và người thật, được sinh ra không phải do ý muốn của xác thịt, nhưng bởi một hôn lễ thần linh, đã đặt hạt giống Thiên Chúa vào lòng mẹ, và sau cùng để họ tin rằng ở trên trời có trái tim người mẹ loài người của mẹ, luôn luôn đập những nhịp tình yêu lo lắng cho tất cả, kẻ công chính và kẻ có tội, ước ao được có tất cả các con cùng với người trong quê hương hạnh phúc đời đời. Khi các thiên thần đem mẹ lên khỏi căn nhà nhỏ, linh hồn mẹ đã trở lại trong mẹ chưa? Chưa. Linh hồn mẹ không thể trở lại về trái đất. Nó đang thờ lạy trước ngai Thiên Chúa. Nhưng khi trái đất, nơi lưu đày, thời gian và nơi chốn của sự chia lìa với Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi, đã bị từ bỏ vĩnh viễn, trí tuệ mẹ trở lại huy hoàng ở trung tâm của linh hồn mẹ và lôi kéo thân xác ra khỏi giấc ngủ của nó. Như vậy, rất đúng để nói rằng mẹ lên trời cả hồn và xác, không phải bởi những phương tiện riêng của mẹ như đối với Chúa Giêsu, nhưng với sự trợ giúp của các thiên thần. Mẹ tỉnh dậy từ giấc ngủ mầu nhiệm này, mẹ đứng dậy, sau cùng mẹ bay, bởi vì thân xác mẹ đã được sự hoàn hảo của các thân xác vinh hiển. Và mẹ yêu người con lại tìm thấy của mẹ. Mẹ yêu Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi. Mẹ yêu như vận mạng của tất cả những kẻ sống đời đời. Thứ hai, khi đến giờ sau cùng của mẹ, giống như một bông huệ hao mòn sau khi đã tỏa ra hết hương thơm của nó. Nó cúi xuống dưới mắt các vì sao và khép cái cúp trắng của nó lại. Maria mẹ cha nằm trên giường và nhắm mắt lại đối với tất cả những gì ở chung quanh để chiêm niệm lần sau cùng một cách thanh thản việc nhìn ngắm Thiên Chúa. Thiên thần của mẹ nghiêng mình trên mẹ, lo lắng chờ cơn xuất thần chia lìa thân xác với linh hồn này vào lúc chỉ thị của Thiên Chúa đã đánh dấu và chia lìa với trái đất vĩnh viễn, trong khi mệnh lệnh êm đềm và lôi cuốn của Thiên Chúa đã từ trời xuống. Về phía Gioan, ông cúi mình trên sự nghỉ ngơi mầu nhiệm này. Ông là thiên thần dưới đất, cũng canh thức trên người mẹ sắp bỏ ông. Khi ông thấy mẹ đã tắt thở, ông vẫn còn canh thức cho khỏi những cái nhìn tục hóa và tò mò. Cả sau cái chết, mẹ vẫn là hiền thê vô nhiễm, và mẹ Thiên Chúa nghỉ ngơi rất đẹp, rất bình an. Tục truyền nói rằng quan tài của Maria khi bị Tôma mở ra, người ta chỉ thấy có hoa, hoàn toàn hoang đường. Không một ngôi mộ nào đã chôn vùi thi hài của Maria, vì theo nghĩa nhân loại thì không bao giờ có xác chết của Maria, vì Maria không chết như bất cứ người nào có sự sống. Thân xác mẹ, theo lệnh của Thiên Chúa, chỉ chia lìa với linh hồn để linh hồn đi trước nó, rồi lại tái kết hợp với thân xác rất thánh của nó. Ngược với các định luật thông thường, theo đó thì sự xuất thần chấm dứt
khi sự chiếm đoạt chấm dứt, tức là khi thần trí trở lại bình thường. Ở đây thì thân xác Maria lại tới kết hợp với thần trí sau một giấc nghỉ dài trên giường. Tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa. Cha đã ra khỏi mồ mà không cần sự giúp đỡ nào ngoài quyền phép của cha. Maria đến với cha, với Thiên Chúa, lên trời, không phải biết tới nấm mồ và sự hư nát thê thảm ghê gớm của nó. Đó là một trong những phép lạ sáng ngời nhất của Thiên Chúa. Sự thật thì đây không phải là độc nhất. Nếu người ta nhớ lại Hê-nốc và Ê-li-a, những đấng thân thiết với Thiên Chúa, được đem đi khỏi trái đất và được mang đến một nơi mà chỉ có Thiên Chúa và dân nước trời mới biết. Họ là những người công chính, nhưng luôn luôn chỉ là không so với mẹ cha, đấng mà về sự thánh thiện chỉ ở bên dưới một mình Thiên Chúa. Chính vì vậy mà không có những di tích về thân xác và mộ của Maria, vì Maria không có mộ và thân xác người đã được đem lên trời. Thứ ba, việc thụ thai con mẹ là một xuất thần. Việc người sinh ra là một xuất thần cao cả. Việc mẹ từ đất lên trời là một xuất thần trên mọi xuất thần. Chỉ có trong cuộc tử nạn của người là không có một xuất thần nào để làm cho những đau khổ ghê sợ của mẹ trở thành có thể chịu được. Căn nhà mà từ đó mẹ đã lên trời là một trong vô số những quảng đại của Lazaro cho Chúa Giê-xu và mẹ người. Nó ở Gethsemane, gần nơi người lên trời. Vô ích để tìm vết tích của nó. Trong cuộc tàn phá Jerusalem bởi Roma, nó đã bị phá bình địa và các đổ nát của nó đã tản mát qua các thế kỷ. Thứ tư, cũng như sự sinh ra của con mẹ là một sự xuất thần cho mẹ, cũng như sự vui thỏa trong Thiên Chúa đang cầm giữ mẹ vào giờ này, mẹ đã trở lại hiện diện với chính mẹ và với trái đất, với con mẹ trong tay. Như vậy, điều người ta gọi sai là sự chết của mẹ chính là sự vui thỏa trong Thiên Chúa. Tin tưởng vào lời hứa mà mẹ đã có trong sự huy hoàng của buổi sáng ngày lễ hiện xuống, mẹ đã nghĩ rằng tình yêu sắp tới lần sau cùng để làm cho mẹ được vui thỏa trong người. Điều đó chắc chắn sẽ biểu lộ bằng một sự tăng trưởng ngọn lửa tình yêu luôn luôn thiêu đốt mẹ. Và mẹ đã không lầm. Về phần mẹ, đời sống càng tiến tới, sự ước ao được tan biến trong đức ái đời đời càng lớn lên trong mẹ. Mẹ bị đẩy vào đó bởi sự khát mong kết hợp với con mẹ và sự chắc chắn rằng mẹ chỉ có thể làm nhiều hết sức cho loài người khi mẹ đã ở đó, cầu nguyện và can thiệp cho họ từ chân ngai Thiên Chúa. Và với một cử động càng lúc càng nung nấu hơn, mau lẹ hơn, với tất cả sức lực của linh hồn mẹ, mẹ kêu lên trời, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến, lạy tình yêu đời đời, xin hãy đến. Thánh thể đối với mẹ cũng như làn sương mát cho bông hoa khát nước là sự sống cho mẹ. Đúng, nhưng thời gian càng qua đi, nó càng trở nên không đủ để thỏa mãn nỗi âu lo không thể cưỡng lại được của quả tim mẹ. Tiếp nhận người con Thiên Chúa của mẹ và mang người ở trong mẹ giống như mẹ đã mang người trong lòng đồng trinh của mẹ, nhưng dưới hình thức các vật thánh không còn đủ cho mẹ nữa. Toàn thân mẹ khát mong vị Thiên Chúa độc nhất ba ngôi, nhưng không dưới tấm màn mà Giê-xu của mẹ đã chọn để che giấu mầu nhiệm không thể xóa nhòa của đức tin, mà là như người thật ở trên trời. Chính con mẹ trong thánh thể của người đã thiêu đốt mẹ bằng những ôm ấp của nỗi khát mong vô tận, và mỗi lần người đến trong mẹ với sức mạnh của tình yêu người, người giật lấy linh hồn mẹ trong sự hăng say đầu tiên của người, rồi người ở yên với một sự âu yếm vô tận và gọi mẹ, má ơi, và mẹ cảm thấy người lo lắng để có mẹ ở với người. Trong những thời gian chót của cuộc sống mẹ trên trái đất, mẹ không còn ước ao điều gì khác nữa. Cả đến mẹ không còn ước ao bảo vệ giáo hội đang sinh trưởng. Tất cả đều biến mất trong sự ước ao chiếm hữu Thiên Chúa, bởi sự xác tín rằng mẹ sẽ có tất cả khi mẹ chiếm hữu được người. Ôi, hỡi các Kitô hữu, hãy tiến tới tình yêu toàn vẹn này. Tất cả những gì thuộc về trái đất đều không có giá trị. Hãy chỉ nhìn Thiên Chúa. Khi các con được giàu sang bằng sự ước ao này
một sự giàu sang khôn lường, Thiên Chúa sẽ nghiêng mình xuống trên tâm hồn các con, trước hết để giáo huấn nó, rồi sau đó sẽ mang nó đi, và các con sẽ cùng với nó lên với Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, để biết và yêu các đấng trong cõi đời đời hạnh phúc, và để chiếm lấy các kho ơn phúc của các đấng cho anh em các con. Người ta chỉ có thể hoạt động tích cực cho anh em khi không còn ở giữa họ, khi đã là những ánh sáng kết hợp với ánh sáng Thiên Chúa. Sự tới gần của tình yêu đời đời được ghi dấu bằng những điều mẹ đã suy nghĩ. Tất cả đều mất đi ánh sáng, màu sắc, tiếng nói, sự hiện diện khi trời mở ra cho cái nhìn thiêng liêng của mẹ trong sự huy hoàng và tiếng nói từ trời cúi xuống trên mẹ và đón lấy linh hồn mẹ. Người ta nói rằng mẹ sung sướng vì con mẹ tham dự vào giờ này. Nhưng Giê-xu êm đềm của mẹ đang hiện diện với Chúa Cha khi tình yêu, tức là Thánh Linh, ngôi thứ ba trong ba ngôi vĩnh cửu, cho mẹ cái hôn thứ ba của đời mẹ. Cái hôn này mạnh mẽ Thiên Chúa tới nỗi linh hồn mẹ tan hòa trong người, chìm đắm trong sự chiêm ngưỡng như một giọt sương ở trong bông huệ bị mặt trời hút lấy. Mẹ lên trời với linh hồn mẹ và những tiếng hosanna của nó tới chân ba ngôi mà mẹ luôn luôn thờ lạy. Thân xác mẹ vào lúc được chỉ định giống như một viên ngọc trong đống bụi lửa, trước tiên thì được nâng đỡ, rồi được tháp tùng bởi đoàn các thiên thần đến tham dự với mẹ trong ngày mẹ sinh ra trên trời muôn thuở. Giê-xu của mẹ đã đợi ở cửa trời. Cùng với người cũng có vị hiền phu công chính trên trái đất của mẹ, các vua chúa và tổ phụ của dòng dõi mẹ, các thánh tử đạo đầu tiên. Mẹ giống như một bà hoàng, sau biết bao đau khổ và khiêm hạ của nữ tỳ thấp hèn của Thiên Chúa, vào trong nước của niềm vui không biên giới. Và cửa trời khép lại trong nỗi vui vì có mẹ, vì đã có bà hoàng hậu của nó, mà thân xác là duy nhất trong tất cả các thân xác phải chết đã được vinh quang trước ngày mọi người sống lại cho cuộc chung thẩm. Thứ năm, sự khiêm nhường của mẹ không thể cho phép mẹ nghĩ rằng từng ấy vinh quang được dành cho mẹ ở trên trời. Trong tư tưởng của mẹ có một sự gần như chắc chắn rằng thân xác loài người của mẹ đã được thánh hóa để mang Thiên Chúa sẽ không bị hư nát, bởi vì Thiên Chúa là sự sống. Và khi người bão hòa và đổ đầy cho tạo vật bằng chính người, thì hành động của người giống như thuốc thơm bảo trì cho khỏi hư nát vì sự chết. Mẹ không những mẹ luôn luôn vô nhiễm, không những mẹ kết hợp với Thiên Chúa bằng sự ôm ấp bác ái và sinh sản, nhưng mẹ còn bão hòa cho tới những nơi sâu xa bí mật nhất của mẹ bằng những biểu hiệu của thiên tính ở trong lòng mẹ và ẩn mình dưới tấm màn của xác thịt phải chết. Nhưng lòng tốt của Thiên Chúa đã dành cho nữ tỳ người niềm vui được cảm thấy trên các chi thể của mẹ những tiếp xúc bằng tay của con mẹ, sự ôm ấp của người, cái hôn của người, và lại được nghe tiếng người bằng tai mẹ, được thấy mặt người bằng mắt mẹ. Mẹ không nghĩ rằng những điều đó được ban cho mẹ, và mẹ không ước ao. Đối với mẹ, những phước lộc này chỉ ban cho tâm hồn mẹ là đủ, và điều đó đã là hoan hỷ cho cái tôi của mẹ rồi. Nhưng chính vì để minh chứng cho tư tưởng tạo dựng đầu tiên của người về những gì liên quan tới con người, được người đấng tạo hóa tiền định để sống, không phải chết mà là đi qua từ thiên đàng dưới đất tới thiên đàng trên trời, vào nước vĩnh cửu, mà Thiên Chúa đã muốn mẹ vô nhiễm lên trời cả hồn và xác rất sớm sau khi chấm dứt đời sống trên trái đất. Mẹ là bằng chứng những gì Thiên Chúa đã nghĩ đến và muốn cho loài người, một đời sống ngây thơ, không biết đến tội lỗi, một sự đi qua bình an từ đời sống này qua đời sống đời đời, giống như một người đi qua ngưỡng cửa một căn nhà để vào một lâu đài. Con người với thực thể toàn vẹn của nó, gồm một thân xác vật chất và một linh hồn thiêng liêng, sẽ được đi từ đất lên trời bằng cách gia tăng sự trọn lành của cái tôi mà Thiên Chúa ban cho nó. Sự trọn lành hoàn hảo của thân xác cũng như tâm hồn mà tư tưởng của Thiên Chúa đã tiền định cho hết mọi kẻ trung thành với Thiên Chúa và ân sủng. Sự trọn lành này người ta đạt được ở trong ánh sáng tràn đầy ở trên trời. Ánh sáng đến từ Thiên Chúa là mặt trời đời đời để đổ đầy cho họ và soi sáng cho họ.
trước mặt các tổ phụ, các tiên tri và các thánh, trước mặt các thiên thần và các đấng tử đạo, Thiên Chúa đã đặt mẹ, đã lên trời cả hồn và xác, trong vinh quang của nước trời, và người nói, đây là tác phẩm toàn vẹn của đấng tạo hóa. Đây là cái ta đã tạo dựng theo hình ảnh thực và giống ta nhất trong con cái loài người, một tuyệt tác phẩm trong việc tạo dựng của Thiên Chúa, một kỳ quan của vũ trụ. Cái vũ trụ đã được thấy gói gọn trong một vật thể duy nhất, sự huyền diệu của linh hồn bất tử như Thiên Chúa của nó, và như người, nó thiêng liêng, thông minh, tự do và thánh. Và thụ tạo vật chất thánh nhất, trong trắng nhất trong tất cả các xác thể, mà ở trước nó mọi loài sống khác trong ba giới ngự trị của việc tạo dựng bị bó buộc phải cúi mình. Đây là bằng chứng tình yêu của ta đối với loài người, mà ta đã muốn cho một cơ thể hoàn bị và một số phận hạnh phúc là đời sống vĩnh cửu trong nước ta. Đây là bằng chứng sự tha thứ của ta cho loài người, mà bởi ý muốn của ba ngôi tình yêu, ta đã chấp nhận cho phục hồi danh dự và được tái tạo dựng trước mắt ta. Đây là viên đá mầu nhiệm khi đụng tới, đây là cái vòng để nối kết loài người với Thiên Chúa. Đây là kẻ đã đem thời gian trở lại những ngày đầu tiên và đã cho con mắt Thiên Chúa của ta nỗi vui được chiêm ngưỡng một Eva, đúng như ta đã tạo dựng. Và bây giờ nó còn trở nên đẹp hơn, thánh hơn vì nó là mẹ ngôi lời của ta và là vị tử đạo của sự tha thứ lớn lao nhất. Đối với quả tim vô nhiễm của nó đã không bao giờ biết đến tỳ ố dù là nhỏ nhẹ nhất, ta đã mở ra tất cả kho tàng của trời. Và với cái đầu của nó đã không bao giờ biết đến kiêu căng, ta làm một triều thiên bằng sự huy hoàng của ta và ta đội cho nó, vì nó là kẻ thánh thiện nhất đối với ta, và để nó là hoàng hậu của các con. Trên trời không có nước mắt, nhưng thay vì những nước mắt vui mà các thần trí sẽ có nếu họ được phép khóc, có những chất lỏng chảy ra vì xúc động. Sau những lời của Thiên Chúa có sự chiếu sáng, có sự thay đổi của cảnh huy hoàng thành huy hoàng sống động hơn. Ngọn lửa bác ái nồng nàn trở thành mãnh liệt hơn, những âm thanh không thể hay hơn được và không thể tả được của sự du dương thiên quốc. Có thêm tiếng con mẹ ca ngợi Thiên Chúa Cha và nữ tỳ đời đời hạnh phúc của người. Thứ sáu, có sự khác nhau giữa sự chia lìa của linh hồn với thân xác vì sự chết thật, và sự chia lìa tạm thời giữa trí tuệ với thể xác và với linh hồn làm cho nó sống, bởi sự xuất thần hay sự say mê chiêm ngắm. Sự chia lìa của linh hồn với thể xác gây ra sự chết, còn sự chiêm ngắm xuất thần, tức là thần trí tạm thời xuất khỏi những bức cản của giác quan và của vật chất, thì không gây ra sự chết. Vì trong trường hợp này, linh hồn không tách ra, không chia lìa hoàn toàn với thể xác, mà chỉ hành động với phần tuyệt hảo hơn của nó là cái chìm ngập trong lò lửa chiêm ngắm. Hết mọi người, bao lâu họ còn sống, đều có ở trong họ một linh hồn, hoặc chết vì tội, hoặc sống vì công chính. Nhưng chỉ những người yêu vĩ đại của Thiên Chúa mới đạt tới sự chiêm ngắm thật. Điều đó chứng tỏ rằng linh hồn là cái duy trì sự sống, bao lâu nó còn kết hợp với thân xác. Và điều đặc biệt này giống nhau cho mọi người. Và nó chiếm hữu trong chính nó một phần tuyệt vời hơn. Linh hồn của linh hồn hay thần trí của thần trí là cái rất mạnh nơi người công chính, trong khi ở nơi những kẻ không yêu Thiên Chúa và lề luật của người nữa vì nguội lạnh hay các tội nhẹ thì nó trở nên yếu, làm cho tạo vật bị mất khả năng chiêm ngắm và hiểu biết Thiên Chúa và các chân lý đời đời của người mà một tâm hồn có thể làm tùy theo mức độ hoàn thiện mà họ đạt được. Con người được phú bẩm một linh hồn biết lý lẽ là cái dung tích mà Thiên Chúa đổ đầy cho bằng chính người. Maria, vì là kẻ thánh nhất của tất cả tạo vật sau Đức Kitô, là một cái dung tích tràn đầy Thiên Chúa, ân sủng của người, cũng như đức ái và tình thương của người, tới nỗi mẹ tràn ra trên các anh em trong Đức Kitô của mẹ qua mọi thế kỷ và cho tới đời đời. Mẹ đã chết vì bị chìm ngập bởi các sóng tình yêu. Bây giờ ở trên trời, mẹ trở nên đại dương tình yêu, mẹ tràn xuống cho các con cái trung thành của mẹ và cả những đứa con hoang đàng, những làn sóng đức ái của mẹ vì phần rỗi hoàn cầu.
Mẹ là mẹ chung của hết mọi người. Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm
Tin mừng như đã được vén mở cho tôi. Tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch. Qua các giọng đọc: Đức ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oanh, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 38: Từ biệt tác phẩm. Chúa Giêsu nói: Những lý do đã thúc đẩy cha soi sáng và đọc các giai đoạn và các lời cho Gioan nhỏ thì có rất nhiều, cộng thêm với niềm vui để thông đạt cho linh hồn nạn nhân và yêu thương này những hiểu biết chính xác về cha. Nhưng linh hồn của tất cả những điều này là tình yêu của cha đối với giáo hội, giáo huấn và chiến đấu, và sự ước ao giúp đỡ các linh hồn tiến tới trọn lành. Sự hiểu biết về cha giúp cho họ tiến lên. Lời cha là sự sống. Cha liệt kê những điểm chính. Thứ nhất, những lý do mà cha đã đọc cho con biết ngày 18 tháng Giêng năm 1947, con sẽ để trọn vẹn ở đây. Đó là lý do chính, vì các con sắp hư mất và cha muốn cứu các con. Lý do sâu xa nhất về ơn của tác phẩm này là trong thời buổi này, thuyết Duy Tân đã bị kết án bởi Thánh Linh Mục Phó Pio X của cha, tự đồi bại để làm nảy sinh ra những giáo thuyết càng ngày càng nguy hại hơn. Hội thánh mà kẻ đại diện là linh mục phó của cha có được thêm một cái nguồn nữa để chiến đấu với những kẻ từ chối tính cách siêu nhiên của các giáo thuyết. Thiên tính của Đức Kitô, chân lý về Đức Kitô là Thiên Chúa và là người, thực sự và hoàn toàn như đã được loan truyền cho chúng ta bởi đức tin cũng như bởi lịch sử, sách tin mừng, sách tông đồ công vụ, các thư tông đồ, truyền thống. Giáo lý của Thánh Phaolô và Thánh Gioan và các công đồng Nicaea, Epheso và Chalcedonia cũng như các giáo lý thực sự được giảng dạy bởi chính miệng cha. Khoa học vô biên của cha, bởi vì nó thuộc về Thiên Chúa và trọn lành. Nguồn gốc Thiên Chúa của các giáo lý, các bí tích của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tính cách hoàn cầu và tiếp tục cho tới tận thế của tin mừng do chính cha ban cho hết mọi người. Tính cách trọn lành ngay từ đầu của giáo lý của cha. Nó không giống như nó đã bị liên tục biến đổi, nhưng nó đúng như nó đã được ban. Giáo lý về Đức Kitô, về thời kỳ ân sủng, về nước trời, về nước Thiên Chúa ở trong các con, thuộc về Thiên Chúa, trọn lành, bất biến. Tin mừng cho tất cả những ai khao khát Thiên Chúa. Về con rồng đỏ có 7 đầu, 10 sừng, với 7 triều thiên trên đầu, đuôi nó kéo 1/3 tinh tú trên trời và quăng xuống đất. Thực vậy, cha bảo các con rằng nó còn quăng xuống sâu hơn là trên trái đất nữa, và nó bách hại người đàn bà. Về các con vật ở dưới biển và trên mặt đất mà có quá nhiều người thờ lạy nó, bị lôi cuốn bởi dáng vẻ và các việc kỳ diệu của nó, đối địch với thiên thần của cha khi ngài bay giữa trời, cầm sách tin mừng đời đời và mở ra, kể cả những trang cho tới lúc này bị đóng kín, để người ta có thể tự cứu nhờ vào ánh sáng của nó, cho khỏi những vòng xoáy của con rắn khổng lồ có 7 mõm, muốn dìm họ trong tăm tối, và để khi cha trở lại, cha còn tìm thấy đức tin và đức ái trong con tim những kẻ kiên trì, và để con số này được đông hơn con số mà Satan và loài người hy vọng nhờ vào công việc của chúng. Thứ hai, làm sống lại nơi các linh mục và giáo dân một tình yêu sống động đối với tin mừng và những gì liên can tới Đức Kitô. Trước hết là một tình yêu được làm cho mới lại đối với mẹ cha trong những lời cầu nguyện có chứa những bí mật của phần rỗi thế giới. Chính mẹ cha là kẻ thắng con rồng bị nguyền rủa. Hãy giúp đỡ quyền năng của mẹ bằng tình yêu canh tân của các con đối với mẹ, bằng đức tin được canh tân của các con và sự hiểu biết của các con về những gì liên can tới đó.
chính Maria đã ban vị cứu tinh cho thế giới. Cũng chính từ mẹ mà thế giới có phần rỗi. Thứ ba, cho các bậc thầy thiêng liêng và các vị chỉ đạo của các tâm hồn một sự trợ giúp cho sứ mạng của họ bằng cách tìm hiểu thế giới của những linh hồn khác nhau đã sống ở chung quanh cha và những cách thức khác nhau mà cha đã dùng để cứu họ. Quả sẽ là ngu xuẩn khi muốn dùng một phương pháp duy nhất đối với hết mọi linh hồn. Phương cách để lôi kéo một kẻ đã hồn nhiên hướng về sự công chính tới sự trọn lành rất khác với phương cách phải dùng đối với kẻ tin nhưng tội lỗi, hoặc phương pháp dùng đối với một dân ngoại. Các con có biết bao ở ngay chung quanh các con, nếu các con biết xét đoán như thầy các con đã làm, đối với các dân ngoại, các kẻ tội nghiệp đã thay thế Thiên Chúa thực bằng các thần tượng của quyền bính, của sức mạnh, của vàng, hay dâm đãng, hay sự kiêu căng về những hiểu biết của họ. Và cũng khác nhau các cách phải dùng để cứu những tân tín đồ hiện đại, tức là những người chấp nhận tư tưởng Kitô hữu nhưng không thuộc về kinh thành Kitô hữu mà thuộc về các giáo hội ly khai. Mong rằng các con đừng khinh rẻ ai và càng không được khinh những con chiên lạc. Hãy yêu thương chúng và tìm cách dẫn chúng về chuồng duy nhất để làm trọn ước mong của mục tử Giê-xu. Khi đọc tác phẩm này, một số sẽ phản đối rằng trong tin mừng không thấy nói tới Giê-xu giao tiếp với người Roma hay Hy Lạp. Vì vậy, chúng tôi từ chối những trang này. Biết bao điều không nói tới trong sách tin mừng hoặc chỉ hơi hiện ra thoang thoáng sau bức màn dày của sự yên lặng mà các phúc âm thánh sử đã bỏ qua vì cái tâm tính không thể đập bể được của dân Hy Bá về những giai đoạn mà họ không chấp nhận. Các con tin là các con đã biết hết những việc cha đã làm sao? Thực vậy, cha bảo các con rằng ngay cả sau khi đã đọc và đón nhận bức họa này về đời sống công khai của cha, các con cũng chưa biết hết về cha đâu. Vì sự mệt mỏi để làm một biên niên sử gia về hết mọi ngày trong kỳ làm sứ mệnh của cha, và tất cả những hành động cha hoàn thành trong những ngày này, cha sẽ làm chết Gioan nhỏ của cha nếu cha cho nó biết tất cả, để nó truyền đạt lại cho các con tất cả. Gioan đã nói, còn nhiều điều khác nữa Chúa Giê-xu đã làm mà tôi tin là nếu người ta viết hết từng điều một thì thế giới không chứa hết những sách người ta phải viết. Thực vậy, ngoài cách nói khoa trương này, cha bảo các con, nếu người ta viết ra tất cả những hành động đặc biệt của cha, cách riêng là các giáo huấn của cha, những khổ hạnh và những kinh nguyện mà cha đã làm để cứu một linh hồn, thì phải để ra nhiều phòng của một trong các thư viện lớn nhất của các con để chứa những sách nói về cha. Và thật vậy, cha cũng bảo các con rằng, thật ích lợi hơn cho các con nếu các con đốt đi biết bao khoa học vô ích thuộc về bụi đất và thiếu lành mạnh để dành chỗ cho các sách của cha. Vì biết quá ít về cha nên các con tôn thờ những sách vở hầu như toàn ô uế về những điều thiếu trong sạch và tà giáo này. Thứ bốn, trở lại với sự thật về khuôn mặt của con người và của Maria, con cái đích thực của Adam về thịt và máu, nhưng là một Adam vô tội, đúng như chúng ta phải là con loài người nếu những cha mẹ đầu tiên đã không làm hạ giá nhân tính toàn vẹn của họ như các con đã biết. Trong ý nghĩa của chữ người, tức là một tạo vật có hai bản chất thiêng liêng là hình ảnh và giống giống như Thiên Chúa, và bản chất vật chất với những giác quan toàn vẹn, tức là phục tùng lý trí, mặc dầu chúng rất tinh tế. Trong giác quan, cha nói bao gồm giác quan tinh thần và giác quan thể xác. Tình yêu của mẹ toàn vẹn, như vậy là trọn lành, vừa với người chồng mà mẹ liên kết, không phải bằng tình dục, nhưng chỉ bằng sợi dây của tình yêu siêu nhiên, vừa với người con yêu, hoàn toàn yêu thương, yêu với tất cả sự hoàn hảo của người đàn bà trọn lành, đối với người con mà bà sinh ra. Đáng lẽ Eva phải yêu như vậy, giống như Maria, tức là không phải vì sự vui sướng xác thịt mà người con mang tới, nhưng vì người con này là con đấng tạo hóa và thể hiện sự vâng lời mệnh lệnh của người trong việc gia tăng giống người. Mẹ yêu với tất cả sự nồng nàn của một tín hữu trọn lành, biết rằng con mình không phải chỉ có hình thái,
nhưng thực sự là con Thiên Chúa. Đối với những kẻ cho rằng tình yêu của Maria đối với Giê-xu quá tình cảm, cha bảo họ hãy nhận xét. Maria là ai? Một người đàn bà không vết tội. Như vậy đức ái của mẹ đối với Thiên Chúa, đối với cha mẹ, chồng con, tha nhân không bị hoen ố. Hãy xét mẹ thấy gì nơi cha, ngoài việc thấy đây là người con của lòng mẹ. Và sau cùng, hãy xét đến quốc tịch của Maria, dòng dõi Hy Bá, giống nòi Đông Phương, và sống vào thời rất xa thời nay. Những yếu tố này giải thích một số lời nói khuếch đại của tình yêu mà đối với các con có vẻ là quá đáng. Đó là văn thể hoa hòe và cầu kỳ, dù trong ngôn ngữ thông thường, văn thể Á Đông và Hy Bá. Tất cả những bút tích của thời đó và của giống nòi đó đều là bằng cớ và trải qua các thế kỷ, cái văn thể Đông Phương không thay đổi là bao. Bởi vì các con, 20 thế kỷ sau, và khi sự tàn ác của đời đã giết chết tình yêu quá vĩ đại, các con đòi hỏi rằng các con phải thấy trong những trang này một Maria Nazareth rừng rưng và nông cạn như người đàn bà của thời các con sao? Maria là người như mẹ là. Người ta không thể biến đổi người con gái Israel êm đềm, trong sạch, yêu thương, hiền thê của Thiên Chúa, mẹ đồng trinh của Thiên Chúa, thành một người đàn bà thái quá, sôi nổi một cách bệnh hoạn, hoặc một người đàn bà ích kỷ một cách lạnh lùng của thời đại các con được. Đối với những người cho là tình yêu của Giê-xu đối với Maria là quá tình cảm, cha bảo họ hãy xét rằng Giê-xu là Thiên Chúa, và Thiên Chúa Ba Ngôi được khích lệ khi yêu Maria, người mà với sự đau đớn như sự đau đớn của cả nhân loại đã trả lại cho Thiên Chúa phương tiện để người lại được tôn vinh trong việc tạo dựng của người, và cho nước trời được đông dân số. Sau cùng, họ hãy xét rằng tất cả mọi tình yêu trở thành có tội, khi và chỉ khi nó vi phạm mệnh lệnh, tức là khi nó phản lại ý muốn của Thiên Chúa và bổn phận phải thi hành. Và các con hãy cứu xét, tình yêu của Maria có làm điều đó không? Tình yêu của cha có làm điều đó không? Mẹ có vì một tình yêu ích kỷ mà giữ cha, không để cho cha làm trọn mọi ý muốn của Thiên Chúa không? Có phải vì tình yêu vô trật tự đối với mẹ cha mà cha từ chối sứ mạng của cha không? Không, tình yêu nọ cũng như tình yêu kia chỉ có một ước muốn duy nhất, làm trọn ý muốn Thiên Chúa vì phần rỗi thế giới. Và người mẹ đã làm hết mọi cuộc từ giã đối với con bà, và người con đã làm hết mọi cuộc từ giã đối với mẹ người, giao phó con cho thập giá của việc giảng dạy công chúng và cho cây thập giá của đồi Can-vê. Giao phó mẹ mình cho cô đơn và đau đớn tan nát để mẹ thành kẻ đồng công cứu chuộc, không kể đến tính nhân loại của chúng ta cảm thấy bị xé nát và con tim chúng ta cảm thấy vỡ tan vì đau đớn. Điều đó có phải là yếu đuối không? Đó có phải là tình cảm giả tạo không? Đó là tình yêu vẹn toàn, ôi loài người, không còn biết yêu và không còn hiểu tình yêu cũng như tiếng nói của nó nữa. Tác phẩm này cũng còn có mục đích soi sáng những điểm mà một toàn thể phức tạp của các trường hợp đã phủ lên một bóng tối và như vậy tạo thành những chỗ tối trong sự rạng ngời của bức tranh tin mừng. Và những điểm như bị đứt nhưng chỉ là những điểm bị trở nên tối giữa thời kỳ nọ và thời kỳ kia, những điểm không hiểu được nhưng trong sự minh giải có những chìa khóa để hiểu chính xác một số hoàn cảnh đã xảy ra và những thái độ mạnh mẽ mà cha đã phải có, tương phản với sự khích lệ luôn luôn tha thứ, sự hiền lành và khiêm nhường của cha, như một số thái độ cứng rắn đối với những kẻ ngoan cố mà không gì có thể làm họ hoán cải. Tất cả các con hãy nhớ rằng, sau khi đã dùng tất cả lòng thương xót của người, Thiên Chúa vì danh dự của người cũng biết nói, đủ rồi, đối với những kẻ dựa vào lòng tốt của người, nghĩ rằng họ có thể lạm dụng sự kiên nhẫn của người và thử thách người. Người ta không cười nhạo Thiên Chúa được. Đó là câu nói cổ xưa và khôn ngoan. Thứ năm, hiểu biết một cách chính xác sự phức tạp và thời gian lâu dài của những khổ hình của cha, và nó lên tới tột đỉnh trong cuộc tử nạn đẫm máu,
và hoàn tất trong một số giờ. Cuộc khổ nạn của cha đã kéo dài nhiều ngũ niên, nó làm cha hao mòn trong những khổ não hàng ngày, và nó luôn luôn gia tăng. Cùng với cuộc khổ nạn của cha là cuộc khổ nạn của mẹ cha. Lưỡi gươm đau khổ đã đâm thâu trái tim mẹ trong một thời gian tương tự. Hy vọng sự hiểu biết này thúc đẩy các con yêu chúng ta hơn. Thứ sáu, chứng tỏ sức mạnh của lời cha và những hiệu quả khác nhau của nó tùy theo người tiếp nhận nó thuộc nhóm những người có thiện chí hay thuộc nhóm những kẻ có ý muốn nhục dục và không bao giờ ngay thẳng. Các tông đồ và Giuđa là hai ví dụ đối nghịch. Các tông đồ rất bất toàn, cục mịch, ngu muội, thô bạo nhưng có thiện chí. Giuđa có học thức hơn phần đông trong nhóm họ, sắc sảo bởi đời sống ở thủ đô và trong đền thờ, nhưng có ý xấu. Hãy quan sát diễn tiến của những người thứ nhất trong điều tốt, sự tiến lên của họ. Hãy quan sát diễn tiến của người thứ hai trong điều ác và sự xuống dốc của nó. Họ hãy quan sát diễn tiến này trong sự hoàn thiện của 11 người tốt, nhất là những người bởi một khuyết điểm của cái nhìn về trí óc, có thói quen bóp méo thực tại của các thánh bằng cách cho rằng những người thánh là những người đã chiến đấu rất khốc liệt, rất vất vả với những sức mạnh nặng nề và tăm tối, là những vật thể phản thiên nhiên, không có đam mê và không biết run sợ. Nếu như vậy thì họ không có công, vì công phúc đến từ những chiến thắng trên các đam mê vô trật tự và từ những cám dỗ mà người ta áp chế được nhờ tình yêu Thiên Chúa để đi tới mục đích sau cùng là vui hưởng Thiên Chúa đời đời. Họ hãy quan sát điều đó, hỡi những kẻ quả quyết rằng phép lạ về sự hoán cải chỉ đến độc nhất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cho người ta những phương tiện để hoán cải, nhưng người không đàn áp tự do của con người. Nếu người ta không muốn hoán cải thì hoàn toàn vô ích khi họ có những điều mà những người khác đã dùng để hoán cải. Những kẻ xét nghiệm mong rằng họ hãy nghiên cứu vô vàn hiệu quả của lời cha, không phải chỉ trên con người nhân loại, mà cả trên con người siêu nhiên nữa. Không phải chỉ trên con người siêu nhiên, mà cả trên con người nhân loại. Lời cha, khi được đón nhận với thiện chí, sẽ biến đổi cả thứ nọ lẫn thứ kia, để dẫn người ta tới hoàn thiện bên ngoài cũng như nội tâm. Các tông đồ, vì sự vô tri của họ và vì sự khiêm nhu của cha, họ đã đối xử với con người cách thân mật quá đáng. Một ông thầy tốt ở giữa họ không có gì hơn, một ông thầy khiêm tốn, kiên nhẫn, và người cũng không thiếu trọng kính đối với họ, vì vậy họ thấy mình được phép tự do quá đáng. Đó là vì không biết nên có thể tha thứ. Các tông đồ hay cãi cọ với nhau, ích kỷ, ghen tương trong tình yêu của họ và vì tình yêu của cha, bất nhẫn đối với dân chúng, hơi kiêu căng vì là tông đồ. Lo âu vì sự khác thường khiến cho đám đông biết là họ được phú ban một quyền lực làm sững sờ. Từ từ nhưng liên tục, họ biến thành người mới, trước tiên là đàn áp những đam mê của họ để bắt chước cha và làm vui lòng cha. Sau đó, càng ngày càng biết cái tôi thực của cha, họ thay đổi cách cư xử và tình yêu của họ, cho tới biết nhìn cha, yêu cha như vị Chúa Thiên Chúa. Vào cuối đời của cha trên trái đất, họ còn là những người bạn nông cạn và vui vẻ của thời gian đầu không? Nhất là từ sau khi cha sống lại. Họ còn đối xử với con người như bạn bè không? Không, họ là những sứ giả của vua trước tiên, rồi là những linh mục của Thiên Chúa sau đó, hoàn toàn khác, hoàn toàn biến đổi. Những người cho rằng đặc tính của các tông đồ rất mạnh và phản tự nhiên, mong rằng họ hãy nghiên cứu những điều đó theo như đã được diễn tả. Cha không phải là một tiến sĩ khó khăn, cũng không phải một ông vua kiêu hãnh. Cha cũng không phải là một ông thầy cho rằng người ta không xứng đáng với mình. Cha biết thương xót, cha muốn đào tạo bằng cách dùng những vật liệu thô thiển, đổ đầy sự trọn lành cho tất cả mọi loại bình rỗng, chứng tỏ rằng Thiên Chúa có thể tất cả, rằng từ một viên đá, người kéo ra đứa con của Abraham, đứa con Thiên Chúa, và từ sự hư không, người làm ra một ông thầy để làm xấu hổ những ông thầy kiêu hãnh vì khoa học của họ,
những thứ thường đã mất mùi thơm có trong khoa học của cha. Thứ bảy, sau cùng để làm cho các con hiểu sự mầu nhiệm của Giuđa. Mầu nhiệm này là sự hư mất của một linh hồn đã được Thiên Chúa đổ đầy cho những ơn lành đặc biệt. Một mầu nhiệm mà trong thực tế rất hay tái diễn và là vết thương làm đau đớn cho trái tim Giê-xu của các con. Làm cho các con hiểu người ta sa ngã bằng cách tự họ biến đổi từ người tôi tớ và người con Thiên Chúa thành một thằng quỷ và kẻ giết Thiên Chúa ở trong họ bằng cách giết ân sủng. Để ngăn cản các con đặt chân vào con đường dẫn tới vực thẳm và dạy các con phải cố gắng làm sao để giữ lại những con chiên thiếu thận trọng lao mình về phía vực thẳm. Hãy dùng sự thông minh của các con để nghiên cứu khuôn mặt kinh khủng nhưng rất quen thuộc của Giuđa, đầy phức tạp, là nơi vùng vẫy như những con rắn tất cả những mối tội đầu mà các con đã thấy, hay các con đã phải chiến đấu trong cái nọ cái kia. Đó là bài học mà các con phải học hơn cả, vì nó rất ích lợi cho các con trong sứ mạng làm thầy thiêng liêng và hướng đạo các linh hồn của các con. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, biết bao kẻ bắt chước Giuđa để phó mình cho Satan và đi gặp cái chết đời đời. Bảy lý do cũng như có bảy phần. Thứ nhất, tiền tin mừng từ lúc Maria được thụ thai vô nhiễm tới khi Thánh Giuse qua đời. Thứ hai, năm thứ nhất đời sống công khai. Thứ ba, năm thứ hai đời sống công khai. Thứ tư, năm thứ ba đời sống công khai. Thứ năm, tiền tử nạn từ tháng Tê-bét tới tháng Ni-san, tức là từ lúc Lazaro hấp hối tới bữa tiệc tại Betania. Thứ sáu, cuộc tử nạn từ lúc từ giã Lazaro đến mộ của cha và những ngày tiếp theo cho tới bình minh ngày lễ phục sinh. Thứ bảy, từ sự sống lại đến lễ hiện xuống. Ước mong người ta tuân theo sự chia phần này giống như cha đã chỉ, vì đó là chính đáng. Và bây giờ, các con nói gì với thầy các con? Các con không nói với cha, nhưng các con nói trong lòng các con, và chỉ nếu các con có thể, các con nói với Gioan nhỏ. Nhưng trong cả hai trường hợp, các con không nói với sự chính trực mà cha muốn thấy nơi các con. Vì với Gioan nhỏ, các con nói để làm khổ nó bằng cách dày đạp tình bác ái đối với một Kitô hữu là đồng chị em với các con và là dụng cụ của Thiên Chúa. Thực vậy, cha lại nói với các con một lần nữa rằng là dụng cụ của cha không phải là một niềm vui yên hàn. Đó là sự mệt mỏi và cố gắng liên tục, và trong tất cả là sự đau đớn, vì đối với một người môn đệ của thầy, thế gian cũng dành cho cái họ đã dành cho thầy, sự đau đớn. Và phải có ít là các linh mục, đặc biệt là các anh em đồng nghiệp, giúp đỡ các vị tử đạo nhỏ này tiến bước dưới cây thập giá của họ. Và bởi vì trong quả tim của các con, khi các con nói với chính mình, các con có một sự phàn nàn của kiêu căng, ghen tị, không tin và những thứ khác nữa. Nhưng cha sắp cho các con câu trả lời cho sự phàn nàn của các con và sự ngạc nhiên bực tức của các con. Trong buổi chiều của bữa tiệc ly, cha đã nói với nhóm 11, những kẻ yêu cha. Khi Thánh Thần, Đấng an ủi đến, Người sẽ nhắc lại cho các con mọi điều Thầy đã nói. Cha luôn luôn có hiện diện trong tâm trí cha, cùng với những kẻ đang hiện diện ở đó, là tất cả những ai sẽ là môn đệ cha trong tinh thần, sự thật và ý muốn. Thánh Linh, bởi ân sủng của Người, đã không đạt cho các con cái năng lực nhớ lại Thiên Chúa bằng cách kéo linh hồn các con ra khỏi sự trì độn của tội nguyên tổ và giải thoát nó khỏi sự tối tăm mà sự thừa kế đáng buồn của Adam đã phủ lên nhãn quan trong sáng của linh hồn do Thiên Chúa tạo dựng, để nó được vui vì nhìn thấy và hiểu biết cách thiêng liêng. Thánh Linh hoàn tất công việc làm thầy của Người bằng cách nhắc lại trong lòng những kẻ được Người hướng dẫn và là các con cái Thiên Chúa tất cả những gì cha đã nói. Chính đó là điều thiết lập nên tin mừng. Ở đây nhắc lại có nghĩa là soi sáng cái tinh thần của nó. Vì nhắc lại các lời của tin mừng sẽ như không nếu người ta không hiểu tinh thần của các lời ấy.
tinh thần của tin mừng là tình yêu. Người ta có thể hiểu nó nhờ tình yêu, tức là Thánh Linh. Cũng vậy, chính người là tác giả thực sự của tin mừng. Người cũng là vị chú giải duy nhất, bởi vì chỉ có tác giả của một tác phẩm biết cái tinh thần của nó và hiểu nó, dù họ không thành công làm cho kẻ đọc hiểu nó. Nhưng ở nơi mà một tác giả nhân loại không thành công, thì Thánh Linh rất toàn thiện, rất khôn ngoan, đạt được, vì mọi sự hoàn thiện của nhân loại đều đầy khuyết điểm. Thực vậy, chỉ một mình Thánh Linh, tác giả của tin mừng, cũng là người nhắc lại nó, chú giải nó và hoàn tất nó tận đáy tâm hồn của các con cái Thiên Chúa. Đấng yên ủi là Thánh Linh mà cha thầy sẽ sai đến, nhân danh thầy sẽ dạy các con mọi điều, sẽ nhắc lại cho các con tất cả những gì thầy đã nói. Rồi khi Thánh Thần chân lý đến, người sẽ dạy các con tất cả sự thật, vì người không tự mình mà nói, nhưng người sẽ nói với các con tất cả những gì người đã nghe, và người sẽ loan báo cho các con về tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ nhận lấy những gì thuộc về thầy, và người sẽ loan báo cho các con. Mọi sự của Chúa Cha cũng là của thầy. Vì vậy, thầy đã nói rằng người sẽ nhận lấy những gì thuộc về thầy và người sẽ loan báo cho các con. Rồi nếu các con lại bắt bẻ rằng nếu Thánh Linh là tác giả thực sự của tin mừng thì tại sao người không nhắc lại những điều đã nói trong tác phẩm này và những điều mà Gioan đã cho hiểu rằng đã xảy ra bằng những lời ông kết thúc tin mừng của ông? Cha trả lời các con rằng tư tưởng của Thiên Chúa khác với tư tưởng loài người và nó luôn luôn chính đáng, không thể kháng biện. Hoặc nữa, nếu các con bắt bẻ rằng sự mặc khải đã chấm dứt với vị tông đồ sau cùng và không còn gì phải thêm vào, bởi vì cũng vị tông đồ này đã nói trong sách Khải Huyền, nếu ai thêm vào đó điều gì, Thiên Chúa sẽ cho rơi xuống trên nó những tai họa đã ghi trong sách này. Và điều đó cho hiểu rằng đó là tất cả mặc khải, mà sách Khải Huyền của Gioan là triều thiên sau cùng. Thì cha trả lời cho các con rằng, với tác phẩm này, người ta không thêm gì vào mặc khải cả, nhưng nó chỉ đổ đầy vào các lỗ khuyết gây ra bởi các lý do tự nhiên và các ý muốn siêu nhiên. Nếu cha muốn trùng tu bức tranh về đức ái Thiên Chúa của cha, giống như một người trùng tu bức khảm của họ bằng cách đặt lại những mảnh bị hư hoặc thiếu sót, để làm cho bức khảm có vẻ đẹp toàn vẹn. Và nếu cha dành thời gian để làm nó vào thế kỷ này, lúc mà nhân loại lao thân vào vực thẳm tối tăm ghê sợ, các con có thể cấm cha được không? Có lẽ các con có thể nói là các con không cần, các con những kẻ tâm hồn quá mờ ám, điếc lác, suy nhược đối với ánh sáng, với tiếng nói, với lời mời gọi từ trên cao sao? Thực ra các con phải chúc tụng cha vì đã thêm những luồng sáng mới này vào ánh sáng mà các con đã có, mà các con cho là không đủ để nhìn thấy vị cứu tinh của các con, để thấy đường, sự thật và sự sống, và cảm thấy nảy sinh ra trong các con sự rung cảm thiêng liêng của các kẻ công chính vào thời của cha, để nhờ sự hiểu biết này các con đạt tới sự canh tân tâm hồn các con trong tình yêu. Và tình yêu sẽ cứu các con, vì nó là sự bay lên về hướng trọn lành. Cha không nói rằng các con chết, nhưng các con buồn ngủ, chập chờn như cây cối trong giấc ngủ mùa đông. Mặt trời Thiên Chúa ban cho các con sự rực rỡ của người. Các con hãy thức dậy và chúc tụng mặt trời đã ban mình, hãy tiếp nhận nó trong niềm vui để nó sưởi ấm cho các con từ bên ngoài tới bên trong, để nó lay tỉnh các con và bao phủ cho các con đầy hoa trái. Các con hãy đứng dậy, hãy đến với ơn huệ của cha, hãy cầm lấy và hãy ăn, hãy cầm lấy và hãy uống, cha đã nói với các tông đồ. Nếu bà biết ơn của Thiên Chúa, và biết ai nói với bà, hãy cho ta uống, thì chính bà sẽ xin nước của người, và người sẽ cho bà nước hằng sống. Cha đã nói với người đàn bà Samari. Bây giờ, cha cũng còn nói với các tiến sĩ, cũng như nói với người Samari, vì hai tầng lớp này ở hai thái cực này cần, và cả những người ở giữa hai thái cực cũng cần. Loại người thứ nhất, để họ không bị thiếu dinh dưỡng và bị mất sức mạnh cho chính họ,
và bị mất lương thực siêu nhiên đối với những kẻ mệt mỏi vì không biết Thiên Chúa. Người Thiên Chúa là Thầy và vị cứu tinh. Loại người thứ hai, bởi vì linh hồn họ đang hòng chết vì ở xa nguồn và họ cần nước hằng sống. Những người ở giữa hai loại này là đại đa số những người không đến nỗi ở trong tình trạng tội trọng, nhưng dậm chân tại chỗ, không tiến lên vì lười biếng, vì hững hờ, bởi cái quan niệm sai lầm về sự thánh thiện, những kẻ nghĩ không nên tự đọa đày để hành đạo, những kẻ lạc lõng trong đường quanh co của việc hành đạo bề ngoài, nhưng không dám bước một bước trên con đường khó khăn hiểm trở của việc anh hùng, để nhờ đó họ có cái lực đẩy khởi đầu để ra khỏi tình trạng bất động và bắt đầu con đường anh hùng. Chính cha nói những lời này với các con. Cha tặng cho các con của ăn của uống có sự sống này. Lời cha là sự sống, và cha muốn có các con ở trong sự sống với cha. Cha gia tăng gấp bội các lời cha để quân bình với các chướng khí do Satan phóng ra để tiêu hủy sinh lực của các linh hồn. Đừng xua đuổi cha. Cha khát ban mình cho các con, vì cha yêu các con. Đó là cái khát không thể nguôi của cha. Cha ước ao mạnh mẽ thông mình cho các con để chuẩn bị cho các con vào tiệc cưới trên trời. Các con cần cha để không bị mệt lả, để được mặc y phục lộng lẫy trong tiệc cưới con chiên, trong ngày đại lễ của Thiên Chúa, khi các con đã vượt thắng những nỗi khổ tâm của cái sa mạc đầy cạm bẫy, gai góc và rắn độc này, tức là trái đất, để đi qua lửa mà không bị tổn hại, bước lên rắn rết, uống phải thuốc độc mà không chết, vì có cha ở trong các con. Và cha còn nói nữa với các con, hãy cầm lấy tác phẩm này và đừng niêm phong nó, nhưng hãy đọc nó và bảo người ta đọc, vì thời giờ đã gần. Và chớ gì các kẻ thánh trở nên thánh hơn. Nguyện ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa các con, ở cùng tất cả những ai nhìn thấy trong tác phẩm này sự tiến lại gần của cha và cầu xin cho nó được hoàn thành để bảo vệ họ với tiếng kêu của tình yêu, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến. Rồi Chúa Giêsu nói riêng cho con. Ở đầu tác phẩm này, con hãy để chương thứ nhất của Tin Mừng theo Thánh Gioan, từ câu đầu đến câu 18, hoàn toàn như nó được viết. Gioan đã viết những lời này, cũng như con đã viết những lời của tác phẩm này do Thánh Linh của Thiên Chúa đọc cho. Không có gì để thêm vào hay lấy ra, cũng như không có gì để thêm vào hay lấy ra ở kinh lạy cha, cũng như ở lời cầu nguyện của cha sau bữa tiệc ly. Tất cả những lời của các nơi này là những viên ngọc của Thiên Chúa và không được đụng tới. Đối với những điểm này, chỉ có một việc để làm là cầu nguyện thiết tha với Thánh Linh để người soi sáng cho các con thấy tất cả vẻ đẹp và sự khôn ngoan của nó. Rồi khi con tới chỗ bắt đầu đời sống công khai của cha, con cũng hãy chép hoàn toàn chương đầu của Gioan từ câu 19 đến câu 28 và chương 3 của Luca từ câu 3 tới câu 18, đoạn nọ tiếp vào đoạn kia như đó là một chương duy nhất. Ở đó có tất cả về vị tiền hô, khổ hạnh, rất ít lời và kỷ luật khắt khe, và không có điều gì khác phải nói. Rồi con đặt phép rửa của cha, và con sẽ thẳng tiến như cha đã nói, từ lần nọ tới lần kia. Và sự mệt mỏi của con chấm dứt. Bây giờ chỉ còn lại tình yêu và niềm vui làm phần thưởng. Hỡi linh hồn của cha, cha phải nói gì với con? Con đã hỏi cha với tâm hồn tan biến trong cha. Lạy Chúa, bây giờ Chúa sẽ làm gì với con, nữ tỳ của Chúa? Cha có thể nói với con, cha sẽ đập bể chiếc bình bằng đất để trích lấy tinh dầu của nó và mang tới chỗ cha ở. Và đó sẽ là niềm vui cho cả hai chúng ta. Nhưng cha còn cần con một ít thời gian nữa, và còn một ít thời gian nữa ở đây để tỏa ra hương thơm của con, vẫn còn là hương thơm của Đức Kitô ở trong con. Và cha sẽ nói với con như đã nói về Gioan. Nếu cha muốn con ở lại cho đến khi cha tới đón con, thì có hệ gì cho con để ở lại đâu? Bình an cho con nhỏ của cha, tiếng nói không biết mệt của cha.
bình an cho con, bình an và phúc lành. Vị thầy nói với con, cám ơn. Vị Chúa nói với con, hãy được phúc. Giê-xu, Giê-xu của con nói với con, cha sẽ luôn luôn ở với con, vì đối với cha thật êm đềm để ở với những kẻ yêu cha. Gioan nhỏ, sự bình an của cha, hãy đến an nghỉ trên ngực cha. Và với những lời này, cùng chấm dứt những lời khuyên về việc biên chép tác phẩm và những lời giải thích sau cùng. Via Reggio, ngày 28 tháng 4 năm 1947. Maria Vantota. Ngài đã đến đây đem niềm vui cho ai khổ sầu. Ngài đã đến đây đem thứ tha cho ai lầm lỗi. Ngài đến thế gian gieo thương mến thay cho hận thù, đem chân lý đến cho cuộc đời. Ngài đến đây chung xây tình. Tri ân Ngài mãi mãi ngàn năm, vì tình yêu Chúa đã thương ban đầy vơi. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời. Ngài đã đến đây đem niềm tin cho ai lạc đường. Ngài đã đến đây chia áo cơm cho ai nghèo đói. Trần gian sương vui từ nay có Chúa trong cuộc đời, để chia sớt ưu tư lòng người, muôn cứu rồi đến cho muôn người. Xin tri ân Ngài mãi mãi ngàn năm, vì tình yêu Chúa đã thương ban đầy vơi. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời. Đến đây đem lời thiêng san soi cuộc đời. Ngài đã đến đây đem bánh thiêng dương nuôi người thế. Ngài đưa dân con đường chân lý phúc âm rạng ngời, là neo chính dân con về trời, để sống trong an vui muôn đời. Ngài mãi mãi ngàn năm, vì tình yêu Chúa đã thương ban đầy vơi. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời.